Các bạn đang nghe truyện chàng rễ mạnh nhất lịch sử trên kênh TV Audio CV. Chương 1, Chuyển kiếp Đây là một thế giới coi trọng bề ngoài. Người xấu xí nếu như không có tiền thì ngay cả quyền sinh con đẻ cái cũng không có. Mà nếu như người có ngoại hình đặc biệt xấu xí thì dù có tiền cũng chả gái nào nó ngó cho. Mà thẩm lãng chính là một gã đàn ông xấu xí đến mức ngay cả quyền sinh sôi hậu duệ cũng chả được. Đương nhiên, thẩm lãng xấu không phải bẩm sinh, hắn đã từng siêu đẹp trai, từ nhỏ đã có nữ sinh thầm mến, cùng nhiệt mà theo đuổi hắn. Mà hắn chỉ nghiêm túc học hành, hết lần này đến lần khác đem thư tình đưa cho giáo viên, đem chocolate phân chia cho bạn cùng phòng đem 999 con hạt giấy nữ sinh gấp cho quăng vào thùng rác. Có lẽ là nhiều cô gái thích thẩm lãng từ hồi nhỏ nên cha mẹ hắn cũng lo sợ, giáo dục con mình tránh xa con gái, nhiệm vụ của con chỉ là học học và học mà thôi. Tình hình như thế luôn luôn duy trì đến 18 tuổi. Vào năm hắn học năm nhất đại học, không chỉ vẫn giữ thân xử nam, nụ hôn đầu tiên vẫn còn dinh, ngay cả nắm tay một cô gái cũng chưa từng. Giống như bỗng nhiên một ngày nào đó, bỗng thấy được cảnh xxx trên laptop của bạn cùng phòng, hay vô tình nhìn thấy cô giáo mặc váy ngắn ngồi sổn. Hắn trổ mã, cũng đến lúc thức tỉnh sự khát vọng với người khác phái, quyết định nói yêu thương. Chuyện tình yêu đối với hắn mà nói hẳn nên là chuyện trôi qua ung dung ê mã, hắn đẹp trai ưu tú như vậy, chỉ cần chọn một sinh viên nữ xinh đẹp tiến lên tỏ tình là được rồi không sai, lựa chọn người xinh đẹp nhất. Hắn mới 18 tuổi mà thôi, còn rất khó phân biệt cái gì là linh hồn thú vị, cho nên đương nhiên chỉ biết chọn cô gái có ngoại hình xinh đẹp nhất, vóc dáng nóng bỏng nhất. Còn chuyện bị từ chối ấy hả? Không thể nào, dáng dấp thẩm lãng đẹp trai như vậy. Đẹp trai đến mức phi lý, con gái không thể chối từ, ví như tiểu ép dù đã có chồng nhìn thấy Kim Thành Vũ vẫn kìm lòng không đặng vậy. Đúng ngay tại lúc này, sự số đáng sợ ngoài ý muốn xảy ra. Khi hắn làm thí nghiệm thì bị nổ chai, axit sulfuric nồng độ không thấp văng lên mặt, còn có nửa lồng ngực. Khuôn mặt đẹp trai đã bị hủy hoại, hắn biến từ một thiên thần thành một con quỷ, xấu đến mức người ta thoạt nhìn đã không muốn ngó lại lần hai, thậm chí còn tệ hơn cả quái mô trong Notre Dame de Paris. Đó đúng là một khuôn mặt xấu xí đến mơ thấy ác mộng. Thẩm lãng từ kẻ người gặp người thích, biến thành người gặp người sợ gần như không có nữ sinh viên nào dám ngó mặt hắn vượt quá hai giây thế là hắn mất đi quyền giao phối thầy triệu của chương trình thế giới động vật hay mở đầu bằng câu mùa xuân đã tới lại đến mùa giao phối cái chương trình này khiến người ta một loại cảm giác giống như tất cả động vật phấn đấu cả đời chính là vì giao phối khi còn bé thẩm lãng nghe những câu này bèn hắt hơi mấy cái nhưng sau khi lớn lên lại phát hiện cái này hóa ra lại là quy luật của thiên nhiên không chỉ giới hạn ở động vật mà cả con người cũng như thế. Thẩm lãng đã mất đi cái vẻ ngoài đẹp trai, vì giành lấy quyền giao phối, hắn liền lựa chọn trở thành một người có linh hồn cao thượng. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, hắn không học lên tiến sĩ, cũng không chọn ở lại bệnh viện trực thuộc trường đại học mà đi đến vùng biên giới gian khổ nhất. Khi trợ giúp cho vùng biên giới suốt 10 năm, cứu được vô số người, vinh dự thu được nhiều vô kể, nhưng mà vẫn không có đàn bà thích hắn. Hắn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, còn chưa đủ để ánh sáng bắn ra bốn phía. Thế là, hắn quyết định để cho mình trở nên càng cao thượng hơn nữa, cao thượng đến nỗi để cho người ta quên đi khuôn mặt xấu xí đáng sợ của hắn. Hắn tình nguyện đi đến châu Phi, đến những quốc gia chiến tranh đỏ lửa, hàng ngày sống trong túp lều không có cả phòng giải phẫu. Hắn đã ở suốt 10 năm ở một nước châu Phi đang chiến loạn. Hắn thu được vinh dự càng nhiều hơn, thậm chí còn có khen thưởng của liên hiệp quốc. Mỗi một ngày hắn đều trị bệnh cứu người mỗi một ngày đều ở mổ. Hắn nổi danh trong và ngoài nước, biến thành lá cờ đầu, là biểu tượng cho sự hiến dân, phấn đấu, hy sinh. Cái khuôn mặt xấu xí của hắn lên rất nhiều tạp chí, có rất nhiều đàn bà kính ngưỡng hắn, nhưng vẫn không có một cô gái thích hắn, hơn 40 tuổi hắn vẫn cô độc. Đến khi cha mẹ rời bỏ thế gian, hắn càng thêm lẻ loi. Hắn vẫn mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, cứu sống trở thành quán tính. Lãnh đạo đặc biệt quan tâm hắn, vì giải quyết đại sự chung thân của hắn, Bèn là mai cho một nữ y tá xinh đẹp thuộc một vùng nghèo khó. Nữ y tá này hiền lành chất phát, hơn nữa lại rất hâm mộ Thẩm Lãng. Ở niên đại này nhà cửa đã lên đến giá trên trời, loại chuyện tốt như phân nhà rất ít xảy ra, nhưng tổ chức vẫn phân cho nàng một căn nhà để cho người nhà của nàng ung dung tìm công việc yên ổn. Mục đích chỉ có một, để Thẩm Lãng nhận được một phần tình yêu. Cho nên đến 45 tuổi Thẩm Lãng cuối cùng sắp kết hôn rồi, trước khi kết hôn một tuần nữ y tá xinh đẹp nữ đi tới trước mặt thẩm lãng, quỳ trước hắn mà hòa khóc lên. Xin lỗi anh, xin lỗi. Em thật sự làm không được. Mỗi ngày em đều mơ thấy ác mộng, thẩm lãng nhìn khuôn mặt khóc như hoa lê rơi lã tả của nàng, ánh mắt có hơi co lại một chút. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Anh hiểu rồi, nữ y tá khóc càng thêm thương tâm, nức nở nói nhưng là, chính là thẩm lãng nói anh sẽ cùng nói với lãnh đạo là nguyên nhân xuất phát từ anh, anh không muốn kết hôn, không liên quan gì đến em. Tiếp đó, nữ y tá cảm ơn rối rít mà rời đi. Kế tiếp thẩm lãng như chết lặng, liên tục mổ suốt 27 canh giờ, như là một robot vậy. Đã tròn hai mươi mấy năm. Hắn mỗi một ngày đều cứu người, mỗi một ngày đều đang liều mạng hiến dân, gần như chưa từng nghỉ ngơi, giống như một người sắt. Suốt hai mươi mấy năm nay, hắn đã làm giải phẫu, đã cứu người, có thể vượt qua những bác sĩ khác hơn một trăm năm chứng minh rằng một người cao thượng thường chẳng chiếm được quyền giao phối, những điều đã xảy ra trong Notre Dame de Paris dường như không xuất hiện trong thực tế. Hắn cũng không trách nữ y tá nọ, ngay cả sư tử cái còn biết chọn một con sư tử được hùng dũng để sinh con đẻ cái, huống chi là con người, khuôn mặt của hắn bị axit sunfuric ăn mòn xấu xí đáng sợ như vậy, cũng không cần xuất hiện dọa người. Còn muốn để đàn bà thích cái linh hồn cao thượng mà quên đi khuôn mặt xấu xí của hắn, thực sự quá gượng ép rồi thẩm lãng cẩn thận làm khâu lại một cái chân đứt lìa cho một người dân chạy nạn không có một chút qua loa sơ sài nào dù cho hắn đã mệt mỏi rã rời tới cực điểm xì một trận tiếng rít từ xa đến gần kèm theo là sự run rẩy trong không khí thẩm lãng rõ ràng biết đây là tiếng bom hơn nữa hướng đỉnh đầu hắn bay tới thế nhưng hắn không có nửa điểm sợ hãi cùng tránh né trong lòng ngược lại cảm thấy là một sự giải thoát dễ dàng mệt rồi nhưng mà cuộc đời ngay cả đàn bà đều chưa từng ngủ đã chết thật là có chút tiếc nuối nếu như cuộc sống có thể lần nữa trở lại ta thề sẽ phải được cuộc đời thoải mái nhất áo mặt tới tay cơm tới há mồm không bao giờ muốn lao lực như vậy nữa nếu như trời cao còn có thể trả lại cho ta một cái mặt đẹp trai ta thề sẽ ngủ với thật nhiều cô gái xinh đẹp trong lòng thẩm lãng phát ra lời thề độc ầm uhm, bom rơi vào bệnh viện giả chiến nổ tung thân thể thẩm lãng trong nháy mắt thân thể hắn trực tiếp tan nát còn có một máy soi quang, một laptop bên cạnh cũng nổ nát bấy tiếp đó trong không khí giống như xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng, đem hết thảy tất cả đều cuốn vào. Dịch giả, nham tặc đậy là đâu? Không phải mình đã bị nổ tan xương nát thịt ư, khi thẩm lãng lại lần nữa mở mắt ra, người đã ở nơi chúng hoàn toàn xa lạ. Hắn nằm trên cái giường trạm chỗ vừa lớn vừa mềm mại, tất cả mọi thứ xung quanh thật nguy nga lộng lẫy. Bàn gỗ gụ được chạm trổ tinh tế, chân nến bằng bạc tinh xảo, cùng thảm len mềm mịn, những chi tiết này biểu hiện rõ chủ nhà là người giàu có điều quan trọng nhất chính là mọi thứ trong phòng đều theo phong cách cổ xưa không phải phong cách hiện đại ở trái đất hắn cúi đầu xuống nhìn lướt qua quần áo trên người quả là tơ lụa thượng hạng nhưng phong cách không thuộc về trái đất hiện đại mà càng giống trong các bộ phim truyền hình cổ trang trên tv kế bên giường có một cái gương lớn phản chiếu hình ảnh mờ mịt chắc là gương đồng rồi thẩm lãng cố đứng dậy lấy hết dũng khí nhìn phía cái gương Chuyện này không trách hắn được, từ khi gương mặt bị hủy, mỗi lần soi gương hắn đều như gặp ác mộng vậy, đến chính hắn còn phải sợ. Thấy khuôn mặt trong gương ấy, thẩm lãng trước tiên kinh ngạc, sau đó hắn khóc. Tuy rằng mặt mũi hắn hốc hác thiếu sức sống, nhưng lại rất khôi ngô tuấn tú, thậm chí cùng trước khi mặt thẩm lãng bị hủy hoại giống đến 8-9 phần. Thẩm lãng xác định được. Hắn chuyển kiếp, linh hồn của hắn xuyên qua thế giới xa lạ này, xuyên đến cái người con trai vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy gương mặt đẹp trai anh túng đó thẩm lãng hầu như tham lam nhìn khuôn mặt hắn trong gương trời cao vậy mà thực sự cho hắn sinh mạng mới khôi phục lại gương mặt khôi ngô này dẫu cho ở một thế giới hoàn toàn xa lạ tốt quá rồi dù sao từ lúc cha mẹ hắn mất hắn không còn lưu luyến gì với hiện đại trái đất cả một lần nữa sống lại thật tuyệt vời biết bao hơn nữa khi chuyển kiếp tới cũng đã thỏa mãn một nửa tâm nguyện của thẩm lãng lấy lại gương mặt đẹp trai dù cho thân thể này thực sự có chút yếu đuối bệnh tật nửa tâm nguyện còn lại đó là phải sống một đời áo mặt tới tay cơm tới há mồm nữ tới nằm xuống tha hồ sống một đời xa hoa phú quý nhưng vào lúc này một đám tin tức phức tạp tràn vào đầu óc của hắn đây là ký ức của nguyên chủ thân thể này đây là một thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ quen thuộc là bởi vì nơi này rất giống trung quốc cổ đại hơn nửa văn hóa tương tự dùng chữ viết đồng dạng nhân chủng cũng y chang. Lạ là bởi vì nơi này không phải trái đất, bản đồ cũng không giống. Thế giới này có tứ thư ngũ kinh, những sáng tác của bậc tiên hiền Trung Hoa thượng cổ, nền móng văn minh Trung Hoa gần như đều có. Thế nhưng một triều đại Trung Quốc cũng không có, không có triều tần, triều hán, thậm chí còn không có cả triều đại nhà tấn các thứ gì đó nữa. Điểm này rất kỳ quặc, bản đồ khác nhau, triều đại cũng khác, lại giống nhau về khởi nguồn văn hóa. Thẩm lãng lục loại ký ức trong đầu, lịch sử thế giới này đã từng xuất hiện một lần đại thảm họa. Sau đó văn minh lại phục hồi lần nữa, những sách vở được khai cuộc lên, trở thành cái chìa khóa vĩ đại để phục hưng văn minh thế giới này. Cho nên, những loại sách vở như tứ thư ngũ kinh linh tinh ở thế giới này thậm chí còn có vai trò quan trọng hơn trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Không những thế, thế giới này có võ công, võ lực của cá nhân càng vượt xa so với Trung Quốc cổ đại. Lúc này, vị trí triều đại thẩm lãng ở được gọi là vương triều đại viêm đây là một đế quốc khổng lồ lãnh thổ quốc gia vượt qua một nghìn bốn trăm vạn cây số vuông gần như vượt qua bất kỳ một cái triều đại nào của trung quốc cổ đại bao gồm cả thời nhà nguyên cái triều đại này cũng khác biệt với trung quốc cổ đại trừ một đế quốc trung tâm ra chung quanh còn có rất nhiều nước chư hầu là nước chư hầu không phải nước thuộc địa cùng loại quan hệ chu thiên tử cùng thiên hạ chư hầu Thế nhưng cái này đế quốc trung tâm lại so với họ chu còn cường thế rất nhiều, những nước chư hầu này toàn bộ phụng viêm đế là chân long thiên tử. Hơn nữa đơn thuần trình độ văn minh mà nói, vương triều đại viêm hơn thời xuân thu chiến quốc Trung Quốc, cơ bản khá giống với đời đường tống. Quốc gia hiện tại mà thẩm lãng ở, chính là một nước chư hầu lớn ở phía nam. Việt quốc có 3 hành tỉnh, 45 quận, diện tích vượt qua 39 vạn cây số vuông, dân cư hơn 10 triệu, thương mại phát triển, dân phong sắc sảo võ đạo hưng thịnh. Gia tộc nhà Ninh, thống trị Việt quốc đã vượt qua 400 năm. Chỗ thẩm lãng ở chính là hành tỉnh Thiên Nam, quận Nộ Giang, thành hiền vũ của Việt quốc. Chủ nhân ban đầu của tấm thân hắn xuyên qua này cũng là thẩm lãng. Mấu chốt là tướng mạo hai người lại có 7-8 phần tương tự, đây không giống như là sự trùng hợp, đến tột cùng là nguyên nhân phức tạp nào, lúc này hoàn toàn không biết được. Nhưng sau khi xem ký ức của thân thể này xong, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời thẩm lãng thế giới khác, hoàn toàn là một vở bi hài kịch từ đầu đến đuôi. Thẩm lãng sinh ra ở thành huyền vũ, trấn hàng thủy, thôn Diệp Phong. Nhà hắn là dân ngụ cư, lúc thẩm lãng hơn 2 tuổi mới đến thôn Diệp Phong đây. Cha mẹ là nhà nông bình thường nhất, toàn bộ quận miền núi nộ ra nhiều nước nhiều ruộng. Một nhà bốn miệng ăn của thẩm lãng bắt đầu cũng chỉ có hai mẫu ruộng, hai mẫu đất đồi. Cha mẹ đều chịu thương chịu khó, nhưng sản xuất một năm làm ra chỉ miễn cưỡng đủ ấm no thôi. Mặc dù xuất thân nhà nông, hắn không phải đứa con độc nhất trong nhà, nhưng từ nhỏ đến lớn cha mẹ đối với hắn đặc biệt cưng chiều, không nỡ mắng mỏ sai khiến hắn làm việc. Dẫu cho nhà nghèo đến nỗi bụng kêu in nhỏi, nhưng cha mẹ vẫn đưa hắn đi học, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó hắn coi như là một người có học. Thế nhưng hắn học khá kém, 10 năm đèn sách, vậy mà số chữ nhận biết không quá 1.000. Chữ hắn có tầm mười sáu chữ, trong đó phổ biến tầm hơn một nghìn không phải hắn lười ngược lại hắn rất chăm chỉ thành tích kém là do chỉ số thông minh quá thấp đầu óc ngu si giống như Forrest trong bộ phim Forrest Gump vậy nói chuyện chậm rãi biểu cảm khờ khạo phản ứng chậm chạp Forrest Gump là một bộ phim của Mỹ về cuộc đời của Forrest Gump một người có chỉ số IQ là bảy mươi lăm nội dung của bộ phim trải dài xuyên suốt một thời kỳ lịch sử của nước Mỹ vai chính do nam diễn viên Tom Hanks thể hiện, trừ gương mặt khôi ngô này ra, hắn gần như làm cái gì cũng không xong, nổi tiếng khắp trăm dặm là cái đồ bỏ đi. Mà em trai của hắn thẩm kiến là một người sa cơ thất thế, tập võ mấy năm không thu hoạch được gì, hiện tại đã trở thành một tên lưu manh, đương nhiên làm lưu manh cũng có thể giàu, nhưng em trai hắn không làm người xấu được, mỗi ngày chính ở bên ngoài lăn lộn bữa đói bữa no, dù cho ở trong đám lưu manh cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi. Cha mẹ dần dần lớn tuổi, trong nhà ngày càng sa sút đã nghèo đói khó khăn, chân chính nhà chỉ có bốn bức tường. Năm nay hắn tròn 18 tuổi, vào trấn học hành đã suốt 9 năm ròng, nhưng học vấn vẫn dở ẹp. Bạn học cùng trường với hắn đã thi đậu có công danh sự nghiệp, mà hắn vẫn học lớp vỡ lòng, mỗi ngày học chung với đám con nít 10 tuổi. Đây tương đương với người khác đều lên đại học, mà hắn còn không có tốt nghiệp tiểu học. Đây hoàn toàn là sỉ nhục của học đường Trấn Hàng Thủy, dù cho cha mẹ và em trai ra sức kiếm tiền đóng học phí cho hắn, nhưng thầy giáo trên trấn cũng chẳng muốn dạy, bởi vì hắn thật sự là quá ngu xuẩn đi, cổ mục không thể điêu khắc ra cái hình thù gì. Vì thế, hắn bị đuổi học. Hôm nay hắn đã trưởng thành, tốt xấu coi như là một sức lao động, nếu về đến nhà làm nghề nông cũng không phải sống không nổi. Nhưng từ nhỏ đến lớn cha mẹ quá cưng chiều hắn, vai không thể gánh, tay không thể mang, sức yếu như gà, ngay cả bổ củi cũng không xuể huống chi đến việc đồng án một nắng hai sương. Thế là sau khi về đến nhà, mỗi ngày hắn cầm que gỗ hàng ngày vẽ trên mặt bùn đất mỗi ngày ăn bám ở nhà cha mẹ không hề ghét bỏ hắn vẫn đối với hắn ân cần hỏi han em trai mặc dù là một tên lưu manh nhưng đối xử với hắn vô cùng tốt mỗi ngày ở bên ngoài mặt mũi bầm dập kiếm về mấy đồng tiền nuôi ông anh phế vật mà chẳng có nửa câu câu oán hận khi những hình ảnh ký ức này hiện lên trái tim của thẩm lãng cảm thấy như muốn bùng nổ chỉ số thông minh của chủ nhân thân thể này không cao cho nên rất nhiều chuyện không hiểu bởi vì gạo trắng đắt mà bắp ngô rẻ cho nên sau khi cả nhà gặp lúa phải đổi bắp về duy chỉ có mình hắn ăn cơm trắng khi còn bé thẩm lãng mỗi bữa ăn cơm cha mẹ cùng em trai cũng chỉ có thể ăn cháo bắp cha thỉnh thoảng lên núi săn thỏ rừng cầm đi ra phố bán lấy tiền nhưng mỗi lần đều lưu lại một cái chân thỏ dành riêng cho thẩm lãng ăn em trai thẩm kiến vừa chảy nước miếng vừa và cơm bắp khô khốc trong chén cha mẹ thực sự rất bất công đi đem thằng nhóc đần độn thẩm Lãng trở thành cục cưng mà thương yêu, đệ đệ Thẩm Kiến chẳng khác gì cỏ dại rơm rác. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn bởi vì trí tuệ của Thẩm Lãng quá thấp, cho nên thường bị người khác bắt nạt, em trai Thẩm Kiến vì bảo vệ hắn, không biết đã cùng người khác đánh nhau mấy lần nữa. Thật là hạnh phúc ấm áp. Cho nên ký ức đến tận đây là dừng, chẳng sợ trong nhà nghèo kiết xác, nhưng thực sự vô cùng hạnh phúc. Bất quá, nếu Thẩm Lãng nghèo đến thế vì sao lúc này ở căn phòng đẹp đẽ quý giá như vậy bởi vì hắn cưới một cô vợ siêu cấp có tiền nói trắng ra hắn ở rễ đến một nhà giàu có dịch giả nham tặng họ từ của thành huyền vũ sống bằng nghề sản xuất buôn bán tơ lụa sở hữu vạn mẫu ruộng dâu và ruộng bông là người giàu có một phương tiểu thư nhà họ từ từ thiên thiên cũng là đại mỹ nhân đứng đầu ở toàn bộ thành huyền vũ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông không chỉ có ở thành huyền vũ dù cho ở toàn bộ quận nội giang cũng nổi tiếng Nàng từ khi 15 tuổi đã biết phụ cha xử lý việc làm ăn trong nhà, thông minh tháo vát, hơn nữa còn kết giao rất nhiều thiên kim tiểu thư quý tộc quan lớn, để từ gia từ nhà buôn thuận lợi sáp nhập vào xã hội thượng lưu của quận Nội Châu. Một thiên kim tiểu thư xinh đẹp tài hoa phú quý thế này là người yêu trong mơ của vô số trang tuấn kiệt. Dù là con rể có bò đến cửa cũng không đến phiên tên thẩm lãng ngu dốt không thể tả. Dù ngoại hình hắn đặc biệt đẹp trai, nhưng hắn với Từ Thiên Thiên khác nhau một trời một vực vĩnh viễn đều không có khả năng cùng một chỗ dưới tình huống bình thường từ thiên thiên thậm chí nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái nhưng sự đời chẳng thể ngờ một năm trước từ thiên thiên chợt phát ra trọng bệnh từ gia chủ tìm tất cả thầy thuốc xung quanh đều bó tay mắt thấy sẽ phải tan hương nát ngọc lúc này có một phương sĩ một kiểu nhà giả kim của trung quốc tìm đến từ gia chủ nói từ thiên thiên căn bản cũng không phải là nhiễm bệnh mà là chúng ta muốn cứu con của ông ta chỉ có một biện pháp đó chính là thành hôn sung hỉ đem vận rủi cùng tà khí chuyển dời đến trên người đứa con rể kia từ gia chủ đương nhiên không tin cái này nhưng từ thiên thiên lập tức sẽ phải chết chỉ có thể làm liều chữa ngựa chết làm ngựa sống kén rễ ở toàn bộ quận nộ giang cho từ thiên thiên nếu như là lúc trước vô số thanh niên tuấn kiệt chỉ sợ phải bể đầu đoạt phần nhân duyên này dù cho từ thiên thiên phải chết dù cho hướng về đống gia tài bạc triệu phía từ gia cũng có vô số người tranh chấp làm con rể tới cửa giấy không thể gói được lửa, nhà họ từ kén rễ là vì cho từ thiên thiên sung hỉ, là vì đổi chỗ tà khí chuyện này vẫn bị truyền ra. Mỹ nhân cùng vàng bạc ai cũng yêu, nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Loại chuyện chuyển dời tà khí này đương nhiên để cho người ta sợ hãi, vậy những đám thanh niên tuấn kiệt đã từng ngày nhớ đêm mong với từ thiên thiên từng tên một e sợ tránh không kịp, không ai sẵn lòng tới cửa. Mà thẩm lãng đần độn của thế giới khác vào hai năm trước trong lúc vô tình gặp qua từ thiên thiên một lần, từ nay về sau mong nhớ ngày đêm. Những tên thanh niên tuấn kiệt khác có thể chẳng qua là ái mộ từ thiên thiên, mà thẩm lãng thì hoàn toàn đem nàng làm thần linh vậy. Giống như Forrest Shimejani đến điên cuồng trong bộ phim điện ảnh, Forrest Gump, vậy. Từ khi bị tống cổ ra khỏi học đường, hắn hàng ngày đều vẽ vời trên mặt đất, đại đa số cũng là vẽ dung mạo từ thiên thiên. Khi hắn nghe được từ thiên thiên thân mắc trọng bệnh, cần đàn ông kết hôn sung hỉ đổi chỗ tà khí, không chút do dự vọt tới từ gia, nói hắn sẵn lòng lấy từ thiên thiên thành hôn sung hỉ hơn nữa hoàn toàn không có cùng cha mẹ thương lượng cha mẹ cùng em trai đương nhiên không muốn trực tiếp vọt tới từ gia ngăn cản hết chuyện này nhưng đã quá muộn thẩm lãng đã cùng bái đường thành thân với từ thiên thiên chỉ còn hơi tàn dù cho như thế cha mẹ và em trai cũng phải kiên trì đem thẩm lãng mang về nhà kết quả bị từ gia đánh tả tơi lúc đó quản gia từ phủ quăng cho cha hắn một vạn năm trăm mười đồng vàng nhưng cha hắn liền ném trở về ông nói tuyệt đối sẽ không đem bán con trai lấy tiền. Cứ như vậy, thẩm lãng trở thành kẻ ở rễ nhà từ gia. Một tên tiểu tử dáng dấp tuấn Mỹ, chỉ số thông minh dưới đất, thân phận nông dân, tiến vào nhà hào phú. Đương nhiên, thẩm lãng làm con rể đến cửa nhà họ từ, hoàn toàn không phải là vì vinh hoa phú quý, chỉ là vì muốn cứu tình nhân trong mộng từ thiên thiên, dù cho thành hôn xung hỉ đổi chỗ tà khí nghe vào hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Nhưng chuyện tình ly kỳ xảy ra, sau khi thành hôn từ Thiên Thiên lại thực sự khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa trở nên xinh đẹp hơn động lòng người. Điều này làm cho Từ gia từ trên xuống dưới không thể tin nổi mừng rỡ vô cùng. Thẩm Lãng không có bất kỳ muốn kể công, mỗi ngày vẫn sống ở bên trong tiểu viện của mình đọc sách, viết vẽ. Thái độ nhà họ Từ đối với hắn cũng biến thành có chút phức tạp, Từ Thiên Thiên có thể khỏi bệnh bọn họ đương nhiên vui vẻ, nhưng Thẩm Lãng dù sao cũng là một thành nhà quê vừa ngu vừa nghèo, còn chả xứng với một đầu ngón tay của Từ Thiên Thiên nữa với đám tỳ nữ nhà họ từ hay buông dư lê bọn họ xì xào bàn tán đủ thứ nào là có kẻ còn đòi ăn thịt thiên nga cái thằng nhà quê khố rách áo ôm mơ mộng hảo huyền những lời nói này thường xuyên vang ở bên tai đám nô tài dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía thẩm lãng ngày càng trắng trợn cơm canh đưa tới càng ngày càng dở ngay từ đầu là nguội sau đó đơn giản quăng đến cơm hẩm canh thiêu thẩm lãng tuy rằng xuất thân bần hàng nhưng từ nhỏ đến lớn cha mẹ chiều chuộng tại nhà họ từ hào phú ăn ngược lại không bằng trong nhà dưới quê. Không chỉ có như thế, hắn còn bị người quăng đến phòng chứa củi, ngay cả một cái giường cũng không có, trải thẳng chiếu trên mặt đất. Trí tuệ của thẩm lãng rất thấp, thái độ làm người ngu dốt thùng lương, chắc chắn sẽ không cáo trạng, thậm chí cũng sẽ không oán giận. Bị người ăn hiếp, cũng chỉ phải yên lặng chống đỡ. Sau đó từ thiên thiên phát hiện, giận dữ, hạ lệnh phạt nghiêm khắc đám người hầu bắt nạt thẩm lãng, mỗi người đều bị quất mười mấy roi đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố, sau này nếu còn người nào dám ăn hiếp thẩm lãng, liền trực tiếp tống cổ ra khỏi từ gia. Thế là thẩm lãng lại trở về căn phòng lộng lẫy trước kia, hơn nữa mỗi ngày thức ăn đều vô cùng tốt, thậm chí cách mỗi hai ngày từ thiên thiên đều có thể đến đây nói chuyện với hắn, mấy ngày nay đối với thẩm lãng hoàn toàn như là thần tiên vậy. Mặc dù thành hôn mấy tháng qua, không chỉ chẳng hề chung chăn chung gối, ngay cả một đầu ngón tay hắn còn chả đụng đến từ thiên thiên. Nhưng chỉ cần mỗi ngày được gặp, Nghe được giọng của nàng, Thẩm Lãng cũng đã vô cùng thỏa mãn hạnh phúc. Nhưng ngay nửa tháng trước, Thẩm Lãng bỗng nhiên lâm bệnh nặng. Từ Thiên Thiên vì hắn tìm mấy cái danh y đều trị không hết, thậm chí không biết bị bệnh gì, hắn mỗi một ngày đều trở nên suy yếu, trở nên hấp hối. Cho đến hôm nay, hắn trực tiếp đi đời nhà ma, lúc này mới để cho linh hồn Thẩm Lãng trái đất xuyên qua chiếm cứ thân thể này. Cho nên, cuộc sống ngắn ngủi của hắn hoàn toàn là một bi kịch từ đầu cho đến đuôi hơn nữa còn là loại bi kịch ngu xuẩn thẩm lãng trong lòng một tiếng thở dài ngay sau đó hắn phát hiện mình trong đầu trừ ký ức hai người ra vẫn còn có những vật khác đó là những thứ tràn ngập màu sắc thần kỳ huyền diệu hắn vốn định tập trung tinh thần tìm tòi đến cuối cùng nhưng mà vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân thứ đồ phế thải này đáng lý nên chết rồi không ngờ hắn ta thực sự có thể gắn gượng được mấy ngày chất mới tốt đỡ phải để lỡ duyên tiểu thư nhà chúng ta Đúng vậy, một tên phế vật thứ gì cũng tệ, còn là một thành nhà quê nghèo, thế mà dám mưu toan lấy thiên kim tiểu thư nhà chúng ta, mạng hèn của hắn sao gánh nổi phúc phận này. Quả nhiên phải mất mạng. Nhưng mà dù cho hắn đã chết cũng đáng, tiểu thư của chúng ta quả là người nhà trời, mỗi ngày đều đối xử với hắn ân cần, cẩn thận tỉ mỉ. Tiểu thư của chúng ta có trái tim lương thiện, thứ thiếu não như hắn thế mà mỗi ngày có thể trò chuyện nửa canh giờ. Từ Thiên Thiên đã từng hạ lệnh bất luận kẻ nào không được ăn hiếp thẩm lãng, bằng không trực tiếp trục xuất khỏi từ gia. Cho nên lúc trước những thứ người hầu tỳ nữ này cũng không dám châm chọc thẩm lãng như vậy, chỉ có điều nhiều ngày mắt thấy thẩm lãng lại phải chết cũng không nghe được, cho nên lá gan bọn họ cũng dần dần lớn lên. Mấy người hầu tỳ nữ vừa châm biếm, vừa mở cửa, cách mỗi nửa canh giờ, họ sẽ phải vào tới một lần, kiểm tra thân thể thẩm lãng. Đi xem hắn đã tắt thở chưa? Sau khi vào cửa, một tỳ nữ che mũi nói. Ngay sau đó một giây sau, tỷ nữ này phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhìn Thẩm Lãng không thể tin nổi. Hơn nửa canh giờ trước ả vừa tới xem qua, hơi thở thẩm lãng rõ ràng đã mong manh, mặt đầy tự khí, hiện tại chẳng những không có chết, ngược lại ngồi thẳng ở trên giường, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng lại có những tinh thần phấn chấn. "Ngươi, ngươi không chết." Tỷ nữ thốt ra. "Đúng vậy, ta không chết." Thẩm Lãng nói. Mấy người hầu kinh ngạc theo dõi nét mặt hắn. Ước chừng một lúc lâu, tỳ nữ cầm đầu nói nhanh đi nói cho lão gia, đi nói cho tiểu thư, thẩm lãng không chết. Tiếp đó, lũ người hầu tỳ nữ vội vã đi ra ngoài. Dịch giả, nham tạch 15 phút sau, một đại phu vào cửa, từ quản gia mang lão tới. Lão vạch mắt của thẩm lãng xem xét, rồi bắt mạch cho hắn, hồi lâu sau, tên đại phu kinh ngạc bảo quái lạ nhỉ. Bệnh nặng như thế, rõ ràng phải chết chẳng hiểu sao giờ khỏe rồi kìa, từ quản gia hỏi lý đại phu, thân thể thẩm lãng xác thật khỏi hẳn rồi à tốt lắm không có nguy hiểm tính mạng lý đại phu đáp từ quản gia cũng cười nói lý đại phu quả nhiên y thuật cao siêu diệu thủ hồi xuân lý đại phu do dự một chút bảo lão hủ đây cũng chỉ là trùng hợp mà thôi từ quản gia nói thẩm lãng ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt đấy sau đó lão ta mang theo lý đại phu rời khỏi phòng thẩm lãng bước xuống giường đứng ở trước gương cẩn thận ngắm nghía tấm thân mới toanh của hắn thật là siêu đẹp trai mặc dù còn yếu ớt nhưng lại tràn đầy sức sống tuổi trẻ không những thế thẩm lãng trước kia tuy rằng khôi ngô túng tú nhưng ánh mắt đờ đẫn biểu cảm ngu đần thoạt nhìn cũng không có sức hấp dẫn mấy giống như một bức tượng được chạm trổ theo trường phái hồn nhiên mà thẩm lãng hiện nay hai tròng mắt tràn đầy linh khí trên mặt biểu cảm sinh động sâu sắc cùng trước đây như đất với trời vậy sống lại thật tốt quá đứng trước gương ngắm nghía nửa tiếng rồi thẩm lãng ngồi trước bàn cầm lấy quyển sách xem thật kỹ. Lẽ dĩ nhiên, hắn đọc không vô, chỉ làm dáng mà thôi. Bởi vì, hắn đang tự hỏi một vấn đề, trong não hắn đang chứa cái gì, loại trừ ký ức của hai đời thẩm lãng ra, còn có những thứ khác, hắn không khỏi ở trong đầu thử lục soát tìm kiếm. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh hệ thống máy tính. Cái này quả thật quá kỳ quái. Màn này nhìn rất quen, hoàn toàn là cái laptop Alibaba của hắn bên trong chứa đầy các loại tư liệu sách vở trò chơi phim các loại ở trái đất hiện đại thẩm lãng mỗi ngày đều làm phẫu thuật cuộc sống thật buồn tẻ hơn nữa internet ở châu phi rất nhiều chỗ kém chết được thẩm lãng không thể không đem số lượng lớn sách vở tư liệu đao loát vào ổ cứng của hắn có thể nói cái laptop này bầu bạn thẩm lãng lúc hắn rảnh rỗi trong đầu thẩm lãng tùy tiện mở sách trong laptop phim game mà không gặp trở ngại nào thực thần kỳ quá đi mà Laptop đeo Aliwa đều ở hẳn trong đầu hắn Không những thế, thẩm lãng còn cảm thấy dị thường Không phải ở bộ não, mà là đôi mắt hắn Vì thế hắn nỗ lực tập trung tinh thần vào đôi mắt Chuyện ngạc nhiên xuất hiện Hình ảnh trước mắt thẩm lãng toàn thay đổi Không còn là mắt thường có thể xem thế giới Hắn có thể thấy trong ngăn kéo, nước trong bình hoa Rễ cây ở bồn cây cảnh Không sai, hắn có thể nhìn xuyên qua, tất nhiên đây không phải là loại nhìn xuyên thấu cả quần áo phụ nữ trong rất nhiều tiểu thuyết đô thị mà giống như máy chụp X quang vậy. Giống máy X quang trong bệnh viện, có thể biết rõ xương cốt, gân mạch và nội tạng của cơ thể người, cũng tương tự như máy kiểm tra ở nhà ga vậy, có thể cách một lớp soi đồ vật bên trong. Sau đó Thẩm Lãng nhớ ra, lúc quả bom nổ cạnh hắn, không chỉ nổ tung cơ thể hắn mà còn cả máy X quang cùng laptop của hắn. Hiện tại chúng nó theo Thẩm Lãng cùng chuyển kiếp, đây, thật con mẹ nó thần kỳ nha tuy nhiên hẳn mấy thứ khác cũng cùng nhau chuyển kiếp đi ngay lúc này cửa phòng bị mở ra một làn gió thơm kéo tới rồi một thanh âm dịu dàng mê người vang lên thẩm lãng chàng thực sự khỏe rồi thiếp thật sự rất cao hứng thẩm lãng quay lại nhìn đầu tiên hắn thấy một khung xương gân mạch còn có ngũ tạng lục phủ bởi vì hắn đang dùng tầm nhìn ít quan hắn chớp mắt rút khỏi tầm nhìn ít quan khôi phục cái thị lực bình thường sau đó thẩm lãng gặp được một mỹ nhân thước tha uyển chuyển quả nhiên là ngàn dặm có một mặt trái xoan tinh xảo thực sự giống như mỹ nhân từ trong tranh bước ra vậy tư thế yểu điệu này tăng một phần thì mập giảm một phần thì gầy làn da trắng miệng màng như sữa dê thảo nào toàn bộ quận nộ giang có vô số thanh niên tuấn kiệt si mê bởi vì cô gái này không chỉ xinh đẹp tư thế và khí chất không có chỗ nào không tuyệt diệu khó trách lúc trước thẩm lãng nhìn thoáng qua liền trở nên cuồng si thậm chí vì cứu tính mạng của nàng sẵn lòng hy sinh bản thân nàng không chỉ xinh đẹp trong triệu người có một lại khí chất ưu nhã toàn thân tràn ngập hơi thở điềm đạm và phong độ của dân trí thức hoàn toàn không giống con gái nhà buôn mà giống như một cô gái quý tộc trong lịch sử vậy cô gái này chính là vợ của thẩm lãng từ thiên thiên nhìn thấy thẩm lãng đầu tiên từ thiên thiên hơi ngạc nhiên cảm thấy bất ngờ bởi vì nàng phát hiện thẩm lãng thay đổi vẫn là gương mặt ấy nhưng tinh thần và khí chất thật bất đồng nàng đi tới trước mặt thẩm lãng ngồi xuống eo mông trùng điệp hấp dẫn mê người thẩm lãng chàng có thể khỏe lên rõ ràng là ở hiền gặp lành đấy từ thiên thiên dịu dàng nói ừ thẩm lãng đáp từ thiên thiên im lặng trong chốc lát lại nói mấy ngày nay cha mẹ chàng đã tới trong nhà nhiều lần bọn họ đặc biệt quan tâm lo lắng cho chàng thậm chí mẹ của chàng vài lần quỳ gối trước mặt ta thỉnh cầu đem chàng trả lại cho bà thật đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Ừ, thẩm lãng trong nháy mắt nghe hiểu lời ấy, bất quá hắn giả bộ đần độn như cũ, cốt để từ thiên thiên cảm thấy cái nhìn đầu tiên về thẩm lãng chỉ là ảo giác mà thôi. Thấy phản ứng của thẩm lãng vẫn ngu dốt như thế, từ thiên thiên cảm thấy khó xử, những lời này của nàng nếu nói cùng kẻ thông minh thì đối phương đã sớm hiểu được, nhưng cái tên thẩm lãng trước mắt này hoàn toàn kém hết chỗ chê, không phản ứng gì hết, điều này khiến nàng không biết mở miệng nói sao cho phải. Rầm, ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra một tên đàn ông mặc áo gấm cực kỳ oai vệ liền tiến vào tới phía sau từ thiên thiên hôn lên tóc nàng một cái cười khẩy nói thằng này bị ngu nàng nói uyển chuyển với nó đến nước này rồi mà nó hiểu được ấy à rồi gã dùng ánh mắt khinh thường ngạo mạng nhìn thẩm lãng nói ta là trương tấn mày lại không chết tốt lắm như vậy mày có thể biến đi trở về cái thứ cống rảnh quê mùa của mày đi thẩm lãng không khỏi ngó sang gã trương tấn oai hùng bất phàm này trên mặt không có nhiều biểu cảm thậm chí ánh mắt cũng chẳng mang tí tình cảm gì Trương Tấn nói ngay cả lời này mày cũng nghe không hiểu, vậy ta nói rõ chút. Mày tên sa cơ thất thế kia ở rễ từ gia vốn chỉ để sung hỉ, bây giờ từ thiên thiên đã khỏe hẳn, ngay cả một đầu ngón tay của mày cũng không xứng với nàng. Cho nên mày bị đuổi khỏi từ gia, từ nay về sau thiên thiên không dính dáng gì đến mày hết. Bởi vì nàng được gả cho tao, hiểu chưa, thẩm lãng không khỏi đưa mắt coi từ thiên thiên, nữ nhân trong ký ức này luôn đặc biệt dịu dàng hoàng mỹ. Ánh mắt từ thiên thiên hơi phiền muộn, tình thế trước mắt vi phạm hình tượng hoàng mỹ của nàng nàng vốn muốn dùng phương pháp yên lặng cắt đứt quan hệ vợ chồng với thẩm lãng nhưng ai biết trương tấn trực tiếp phá vỡ tầng cửa sổ giấy này thẩm lãng ánh mắt trước sau chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của từ thiên thiên giống như muốn một đáp án chính xác từ nàng hít thật sâu một hơi từ thiên thiên nhẹ nhàng nói thẩm lãng chàng rất hiền lành nhưng thật đáng tiếc giữa chúng ta không hề thích hợp thẩm lãng đối với cái mát người tốt chả có phản ứng gì ngoại hình ta đẹp trai như vậy không cần mát người tốt nhé. Từ Thiên Thiên khuyên cha mẹ của chàng đặc biệt nhớ thương chàng, cứ khẩn cầu chúng ta mãi đem con trai trả lại cho họ, cho nên chàng về nhà đoàn tụ cùng cha mẹ cũng tốt. Thẩm Lãng vẫn nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. Trong lòng Từ Thiên Thiên có chút phát cáo, tên Thẩm Lãng lại ngu ngốc như thế, nàng đều nói hết nước hết cái rồi a, à, hừ. Vị công tử giàu sang bên cạnh có chút không chịu đựng được nữa, hừ lạnh một tiếng từ thiên thiên hơi liếc mắt lấy lòng nhìn gã một cái, tiếp đó giọng thoáng trở nên lạnh lẽo thẩm lãng, ta vô cùng cảm kích tình cảm chàng với ta. Nhưng chúng ta thực không thích hợp, cho nên chàng về nhà đi, từ nay về sau chúng ta không còn là vợ chồng nữa. Thẩm lãng xem từ thiên thiên, vừa liếc nhìn Trương Tấn, hắn thoáng cười đáp được, ta về nhà. Trương Tấn nhạo bán cái tên ngu si này thật là hết thuốc chữa. Sau đó, cả ta ôm cái eo thon nhỏ từ thiên thiên ra khỏi phòng trong nửa canh giờ, cút ra khỏi từ gia, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trương Tấn lạnh giọng nói, rồi gã nghênh ngang đi khỏi căn phòng. Dịch giả, nham tặc bên ngoài vẫn truyền đến giọng của Trương Tấn. Gã nói chúng ta phải nắm chặt cơ hội, gia tộc họ chúc hướng phủ bá tước huyền vũ cầu thân. Một khi để chúc hồng tuyết cùng kim một lan thành hôn trước, thân phận hai người này quá cao quý, hôn lễ của chúng ta sẽ không có hiển hách như vậy. Kim Mộc Lan bá tước của Phủ Huyền Vũ sao? giọng điệu của từ thiên thiên có chút phức tạp đúng trương tấn nói cô ta được gọi là công chúa thành huyền vũ khẩu khí của gã càng thêm phức tạp tiếp tục trương tấn bèn hỏi nàng thường xuyên thấy cô ta phải không có đúng là xinh đẹp võ công cao cường binh pháp lợi hại như trong truyền thuyết không từ thiên thiên nói vị công chúa thành huyền vũ này vô cùng kiêu ngạo sẽ không thích tụ tập cùng với chúng ta đâu ngay cả tiểu thư nhà thái thú mời đến mà cô ta cũng chẳng thèm để ý tới người ta là nhà quyền thế quý tộc mấy trăm năm, đương nhiên kiêu ngạo. Trương Tấn nói đúng rồi, chuyện này là cơ mật, nàng không nên nói với bất kỳ người nào. Từ thiên thiên dịu dàng đáp thiếp biết việc này sâu cạn cỡ nào mà. Sau khi Trương Tấn cùng từ thiên thiên rời khỏi, thẩm lãng một lần nữa đi tới trước gương, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. Xuất hiện cục diện trước mắt này, thẩm lãng rõ ràng nửa điểm cũng không ngoài dự kiến. Lúc đang đọc ký ức của thân thể này, thẩm lãng sớm liền phát hiện hơn hai tháng trước từ thiên thiên liền tiến hành các loại ám chỉ với hắn ví như có duyên không phận lại ví như trong nhà cha mẹ đặt lo cho thẩm lãng vân vân thế nhưng lúc trước tên thẩm lãng này có trí thông minh rất thấp làm sao nghe ra những lời bóng gió kia nên hoàn toàn thờ ơ vẫn hạnh phúc mà sống ở nhà họ từ khi những thứ ám chỉ của từ thiên thiên toàn bộ vô hiệu cho nên một tháng trước thẩm lãng bỗng nhiên liền mắc trọng bệnh lý do cũng có sẵn rồi tà khí chuyển dời đến trên người thẩm lãng Đương nhiên, thẩm lãng không thể lập tức chết đi, cho nên nhà họ từ vì hắn tìm từng đại phu. Kết quả đương nhiên là cứu không được, cho nên ở hơn một canh giờ trước, thẩm lãng của thế giới này đã chết. Chính là người nào lại nghĩ đến, thẩm lãng từ trái đất lại chuyển kiếp qua đây, diễn ra cái trò chết đi sống lại. Có lẽ là bởi vì kính sợ loại kỳ tích thẩm lãng chết đi sống lại, hoặc là bởi vì những nguyên nhân khác, nhà họ từ không có trực tiếp giết người. Công tử Trương Tấn Quyền Quý trực tiếp phá vỡ cửa sổ giấy, để từ thiên thiên cũng để lộ ngụy trang, trực tiếp mở miệng đem thẩm lãng đuổi ra nhà họ từ, đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng. Rõ ràng quá hấp tấp, sau khi xuyên qua đến thế giới này xong, thân phận ở rễ của hắn chỉ duy trì hơn một canh giờ. Chén cơm mềm của nhà họ từ ăn không được, xem ra phải tìm một chén cơm khác mà ăn. Đương nhiên là một bác sĩ cộng thêm lại có chức năng của máy chụp quang, hắn nuôi sống mình và người nhà là rất đơn giản, mở một y quán là được rồi thế nhưng đời trước hắn mỗi ngày đều ở trị bệnh cứu người thể xác và tinh thần đều mỏi mệt đời này chỉ hưởng thụ vinh hoa phú quý muốn sinh hoạt thoải mái mà thôi thật vất vả chuyển kiếp lại vẫn làm thầy thuốc cũng không tránh khỏi việc không có tiền đồ thật vất vả có một khuôn mặt đẹp trai thế này cũng không thể lãng phí nhất định phải trú ở dưới một căn nhà còn lợi hại hơn nhưng mà trước đó hắn cần phải làm cho danh tiếng mình tốt hơn mang theo một cái mát não tàn làm sao câu nổi em gái nhà giàu quý tộc lại xinh đẹp cho được. Trong vòng vài trăm dặm xung quanh có nhiều kẻ lắm tiền, số em gái chưa chồng không biết còn bao nhiêu, thiên kim tiểu thư của phủ bá tước thành huyền vũ, không sai, chính là nàng, vừa rồi từ thiên thiên cũng nói, đây là thiên kim nhà quyền thế trăm năm, công chúa thành huyền vũ, thẩm lãng không có bất kỳ vật gì để dọn dẹp, bởi vì bên trong nhà họ từ không có bất kỳ tài vật gì của hắn, liền phải đi thôi. Ta không thể chờ được hắn nhất định phải nhanh đi thực hiện đại nghiệp ăn cơm mềm. Rầm, cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, chỉ có điều lần này là đâm thủng. Từ quản gia mang theo bốn tên gia đình có vỏ vọt vào, chỉ vào thẩm lãng lạnh lùng nói có dũng khí lắm thẩm lãng, sau khi cái tên khố rách cáo ôm nhà mày đến ở rễ nhà họ từ, không chỉ ăn cắp tiền quý phủ, còn vô lễ với nhà hoàng trong phủ, hành vi phạm tội này nên bị đánh chết tươi, nhưng nhà họ từ chúng ta lương thiện, tạm thời tha cái mạng chó cho mày. Lão gia có lệnh, giải trừ quan hệ hôn nhân thẩm lãng cùng tiểu thư lập tức tống cổ nó khỏi nhà họ từ thẩm lãng trong lòng lại cười một trận lúc này mới đúng là tự tạo nguyên nhân để đuổi thẩm lãng đi nhất định phải đem nước bẩn hất ở trên người hắn ở rễ nhà họ từ mấy tháng này hắn ngay cả nửa đồng bạc cũng không có chạm qua càng chưa nói ăn cắp tiền tài còn việc vô lễ nha hoàng càng thêm hoang đường vì cái mạng nhỏ của mày vì mạng cha mẹ em trai mày sau khi ra ngoài mày nên biết nói như thế nào rồi hả từ quản gia lạnh giọng nói thiếu chút nữa quên mày là một não tàn mày nhớ đó cho tao sau khi ra ngoài mày phải nói mày trộm tiền nhà họ từ vô lễ nha hoàng nhà họ từ cho nên mới bị đuổi ra ngoài nói sai rồi nửa câu cả nhà của mày đều có thể gặp nạn hiểu chưa hiểu rồi thẩm lãng đáp cút đi từ quản gia nói ôi chao đến lúc phải đi rồi thẩm lãng đi ra ngoài chậm đã từ quản gia quát lạnh lục soát người nó thứ hạ đẳng tay chân không sạch sẽ đừng để cho nó trộn đi nửa đồng bạc trong nhà mấy tên gia đình tiến lên soát người thẩm lãng toàn thân cao thấp không có nửa món gì quần áo tơ lụa trên người mày đều giá trị mấy đồng bạc loại người xa cơ thất thế như mày cả đời đều không có cơ hội mặc tiện nghi cho mày từ quản gia phất phất tay nói sứ giả đem thẩm lãng đuổi ra ngoài cứ như vậy thẩm lãng bị mấy tên gia đình đuổi ra khỏi căn nhà lớn của họ từ khi bị đuổi ra nhà họ từ dọc theo đường đi bọn nha hoàng hướng về phía hắn chỉ rõ thứ rác rưởi này cuối cùng cũng bị đuổi ra ngoài hắn ta là một tên khố rách áo ôm ở nhà họ từ ăn uống chùa mấy tháng đã là tiện nghi cho hắn tiểu thư là nhân vật nào lại phải làm vợ danh nghĩa cho hắn suốt mấy tháng rõ ràng bị nhục nhã nhưng mà người hắn thực sự rất túng tú dáng dấp đẹp trai thì có ích lợi gì, so với heo còn ngu hơn, hoàn toàn là thứ rác rưởi sai trái toàn tập. Nhà họ từ rất lớn, và nhà lớn mấy chục mẫu, đi hết mất mấy phút. Cút đi, chạy về căn nhà tồi tàn của mày ở quê đi. Một gia đình gắng sức đem thẩm lãng đẩy về phía trước. Thẩm lãng một phen lão đảo, ra từ cổng nhà. Rầm, phía sau cổng vang tiếng đóng cửa. ngẩng đầu nhìn bầu trời, một vầng trăng sáng nhô lên cao, đã là buổi tối. Ở trong đầu suy nghĩ một chút, tìm được hướng nhà trong trí nhớ, thẩm lãng hướng về phía tây bắc đi tới. Ở đây cách nhà hắn có chừng bốn mươi mấy dặm, phải đi suốt một đoạn đường dài, hơn nữa đây là nửa đêm rồi. Đi ra mấy trăm mét sau đó, thẩm lãng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua đại viện nhà họ từ. Hắn phải trả thù, hơn nữa phải thật nhanh, không vượt qua ba ngày, hơn nữa kế tiếp, hắn trả thù phải liên tục không ngừng, quân tử báo thù, từ sáng sớm đến tối mịt luôn từ thiên thiên đứng ở chỗ lầu cao nhất nhìn bóng dáng của thẩm lãng ra đi thằng nhỏ này mạng lớn phía sau truyền đến một giọng đàn ông trung niên lão chính là kẻ tạo nên cơ nghiệp đại gia chủ nhà họ từ từ quan doãn phụ thân ngày hôm nay chúng ta làm quá trắng trợn từ thiên thiên cao mày nói như thế ảnh hưởng thanh danh của con không có biện pháp khác đâu gia chủ họ từ nói công tử trương tấn nhất định phải chứng kiến cảnh kia nhà họ từ chúng ta phát triển cho tới tình hình hôm nay cần dựa vào một quả núi lớn công tử trương tấn là rễ hiền tốt nhất mà chúng ta có thể sánh đôi để nó vui là quan trọng nhất còn danh tiếng nhà chúng ta không sao cả vâng từ thiên thiên đáp lại nói thêm thằng đần thẩm lãng này quá thành thật sau khi về nó sẽ không nói lung tung gia chủ họ từ lại tiếp lời đương nhiên nếu nó dám nói lung tung nói không chừng người nhà nó phải vào chốn tù tội từ thiên thiên lại nhíu mày một cái nàng cảm thấy lời này cho mình không nên nói ra khỏi miệng bóng đêm vắng vẻ ánh trăng tỏa sáng nhưng vẫn còn lờ mờ thẩm lãng đi suốt đêm trên đường về nhà trên đường cũng chỉ có bọn dung dế keo vang làm bạn đi khoảng chừng mười mấy dặm bỗng nhiên có bóng dáng mấy người ngăn ở trước mặt của hắn năm võ sĩ cầm đao vây hắn ba tên ở phía trước hai tên ở phía sau ở đây vùng hoang vu giả ngoại, người không thể yên. Thẩm công tử, theo chúng ta đi một chuyến đi. Một miếng vải bố trực tiếp trói lại miệng của hắn, để hắn không cách nào la lên, một miếng vải bố khác lại che mắt của hắn. Tiếp đó, năm người mang theo thẩm lãng vào trong rừng lượng qua lượng lại bảy tám vòng, đi gần một khắc. Một lát sau, thẩm lãng được dẫn tới một chỗ rồi ngừng lại. Có người tháo ra cái băng che mắt thẩm lãng. Rõ ràng nơi này là một nghĩa địa hoang vắng. Tổng cộng có 8 người, đều cầm đao. Có bốn người đang đào hố, một cái hố rất sâu và dài. Ban chủ, đào hố xong rồi. Động thủ đi. Một chất giọng khàn khàn vang lên nói mời thẩm công tử xuống hố, tiếp đó lấp đất lại. Sau nhớ kỹ đốt chín ngọn nến và nhan khói, đỡ để thẩm công tử đi được quá lạnh lẽo. Đây là muốn đem thẩm lãng chung sống, chung sống, chậm đã, Thẩm lãng nói điền ban chủ, mạng của ngài không còn lâu nữa, dịch giả, nham tạch nhưng bởi vì thẩm lãng bị bịt mồm, cho nên kêu không ra tiếng, chỉ có tiếng ư ư mà thôi. Đối phương căn bản nghe không rõ hắn đang kêu gì, hoàn toàn không thèm để ý. Vì thế, thẩm lãng lại nhìn thẳng đăm đăm vào tên thủ lĩnh. Cả đàn ông này khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, trên mặt có hai vết sẹo, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt tà nhẫn, trên người mặt giáp nhẹ, thẩm lãng có ấn tượng đối với gã đàn ông hung ác này bởi vì hắn gặp qua nhiều lần người này tên gọi điền hoành là ban chủ hát đạo nổi danh trong phạm vi trăm dặm thủ hạ có mấy trăm tên đồ để bán mạng làm nghề cá cược kinh doanh gái điếm cò mồi tà nhẫn độc ác không biết giết bao nhiêu người ông ta còn có một thân phận chính thức khác thủ lĩnh dân quân thành huyền vũ những người đó đem thẩm lãng đẩy mạnh vào hố rồi lấp đất người bình thường chắc đã sớm khóc la ỏm tỏi tức đái đều xuất hiện, nhưng thẩm lãng trước sau hết sức yên tĩnh, lúc đầu nhìn chồng chọc gương mặt của Điền Hoành, sau lại ngó ông ta chăm chú từ trên xuống dưới, ánh mắt vô cùng quá dị. Hắn đang dùng thị lực của máy chụp xoan ra xét, thứ ánh mắt này khiến người ta sợ run lên. Điền Hoành rốt cuộc không nhịn được lòng hiếu kỳ, ông ta giơ tay lên. Tức khắc, bốn tên thuộc hạ ngừng lấp hố. Điền Hoành đi tới trước mặt thẩm lãng, xé rách miếng vải trong miệng hắn, bèn hỏi ngươi đang nhìn cái gì, Thẩm Lãng nói bên trong cơ thể ngươi có một cây kim, nếu như không lấy ra được sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Hắn không có nói láo, trong cơ thể Điền Hoành quả thật có một cây kim, kim bạc hết sức nhỏ, lúc này đang nằm trong phổi. Nếu không phải ánh mắt hắn có tầm nhìn của máy quang, căn bản không nhìn ra được. Vừa nghe lời của Thẩm Lãng, Điền Hoành hết sức ngạc nhiên. Thẩm Lãng nói tiếp cây kim lúc này nằm ở động mạch phổi của ngươi, sẽ di chuyển theo mạch máu, nếu không lấy nó ra một khi tiến vào đầu của ngươi ngươi sẽ chết điền hoành càng thêm kinh ngạc không dám tin nói làm sao ngươi biết đây là một bí mật ngay cả vợ của điền hoành cũng không hay thằng tiểu bạch kiểm đần độn trước mắt ông ta lại biết thật là quỷ quái mà thẩm lãng bảo ta có thể giúp ngươi lấy ra điền hoành nhìn thẩm lãng thật lâu sau nói người người đều bảo ngươi là một thằng ngu xem ra không giống thì phải thẩm lãng nói cây kim nhỏ này nhất quyết phải lấy ra bằng không ngươi phải chết chỉ có ta có thể giúp ngươi nhưng điều kiện là ta bỏ qua mạng của ngươi đúng không điền hoành nói ngươi liền không muốn biết là ai sai ta giết ngươi sao thẩm lãng lắc đầu bảo ta không hỏi cũng biết là ai điền hoành nheo mắt lại nói ngươi tuyệt đối không ngốc tiếp theo hắn lắc đầu nói nhưng rất tiếc ta không đồng ý ngươi được thẩm lãng nheo mắt lại hắn vốn tưởng rằng giao dịch này siêu ổn thỏa cho dù có người bỏ tiền sai điền hoành giết hắn thế nhưng tiền nào quan trọng bằng mạng mình đây thẩm lãng có thể cứu tính mạng điền hoành ông ta không có lý do gì không đồng ý không có lý do gì không tha thẩm lãng a à, như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân điền hoành không thể lấy kim bạc trong cơ thể chỉ vì có người đem kim bỏ vào trong cơ thể gã khiến cho ông ta không cách nào chống đối lại khoản này liền có chuyện của gì đó khúc mắt rồi tiền toái rồi đây đối phương không thể lấy cây kim ra thẩm lãng cũng không dùng y thuật lợi hại của hắn được khoản giao dịch này không thành Điền Hoành nói đệ đệ ngươi nợ bọn ta một khoản tiền. Thằng em của mình thiếu tiền sao? Ba tháng trước, phụ thân ngươi bị thương, vì lão, đệ đệ của ngươi đến cửa tiệm mượn 10 lượng vàng để mời đại phu chữa trị, hiện tại lãi mẹ để lãi con, đã là 100 lượng vàng. Này so với vay nặng lãi còn ác hơn, chỉ ba tháng liền cả vốn lẫn lãi tăng thêm gấp 10 lần. Nhưng thẩm lãng không quan tâm chuyện lợi tức, mà chuyện cha hắn bị thương, ba tháng trước, cũng là lúc hắn ở rễ nhà họ từ cha đã từng đến nhà họ từ huyên náo, muốn mang thẩm lãng về nhà. Kết quả bị gia đình nhà họ từ đuổi ra, khẳng định là ông bị đánh đến thương nặng. Khi đó thẩm lãng là thằng ngu dốt hồ đồ, đương nhiên không biết chuyện này. Vốn dĩ thẩm lãng rõ ràng vô phương cứu chữa, đâm đầu thích cái loại con gái như từ thiên thi này chẳng thèm đếm xỉa đến cha mẹ. Cái thứ rác rưởi ngu xuẩn đến cỡ này, căn bản không đáng cha mẹ nung chiều hắn như thế. Bởi vì nhà ngươi không đủ tiền trả, cho nên ta mới chôn sống ngươi, cùng người khác không liên quan, hiểu chưa? Điền Hoành nói đương nhiên vì ép đòi nợ, chúng ta sẽ đi phá nhà ngươi, hơn nữa sẽ xử lý đệ đệ, phụ mẫu của ngươi cùng nhau luôn một thể. Thẩm lãng nghe thấy rõ từ rất sớm đã có người trả tiền sai Điền Hoành làm việc, nhưng vừa muốn tìm một lý do chính đáng, cho nên thiếu tiền đòi nợ, lấy cớ đó mà diệt nguyên nhà, kế không tồi. Ngươi và ta không thù không oán, hơn nữa ngươi cũng không giống trong truyền thuyết ngu xuẩn như thế, Điền hoành bảo nhưng ta vẫn phải giết, xin lỗi nhé. Sau đó, ông ta đứng lên ra lệnh cho hắn một đao thật ngọc đi, giết trước hẳn chôn. Vâng. Một tên võ sĩ tiến lên, rút đao ra hướng cổ thẩm lãng chém xuống, sẽ phải kết thúc tính mạng hắn. Hoang đã. Thẩm lãng lớn tiếng nói có người ra bao nhiêu tiền để ngươi giết ta. Ta cho ngươi gấp 10 lần, ta trả ngươi một nghìn lượng vàng. Lời này vừa ra, đao của tên võ sĩ để ngang cổ thẩm lãng cách còn ba tấc. Điền hoành sửng sốt, thẩm lãng này không phải hạ ngốc, quả thực còn cực kỳ thông minh đấy. Từ cuộc đối thoại đơn giản ban nãy, hắn lại nghe được người khác ra giá 100 lượng vàng. Chà, ta thật động lòng. Thế nhưng Điền Hoành nói tiếp nghe có vẻ rất động lòng. Nhưng là, nhà ngươi nghèo muốn chết, phụ thân của ngươi đến giờ vẫn nằm trên giường, đệ đệ của ngươi lại bị người đánh gãy đôi chân, Ngươi ngay cả một lượng vàng cũng lấy không ra, càng đừng nói một nghìn lượng vàng. Tội lỗi này hết thảy đều tại trước thẩm lãng làm, bởi vì hắn ngu xuẩn cùng nhà họ từ độc ác, khiến cho phụ thân và đệ đệ đều bị thương nặng, thậm chí nguy cơ đến tính mạng. Ở thế giới này, một nghìn lượng vàng tương đương bao nhiêu tiền, gia đình bình thường làm lụng vất vả cả năm, đều tiết kiệm không đến hai lượng vàng. Dùng cách tính thô sơ nhất, một nghìn lượng vàng xấp xỉ với 5 triệu nhân dân tệ ở trái đất hiện đại, đây là khoản tiền lớn, ngươi không có khả năng có được. Điền Hoành nói tiếp. Thẩm lãng nói như ngươi có thể cá một phen, nhỡ ra cá cược thắng, liền kiếm được khoản tiền kết xù. Dù cho cược thất bại, cũng chẳng qua làm chậm mấy ngày ngươi giết ta mà thôi, điều này cũng chẳng trì hoãn ngươi tóm được một trăm lượng vàng kia ở nhà họ từ đâu. Điền Hoành thoáng do dự, thẩm lãng muốn trong vòng 10 ngày lấy ra một nghìn lượng vàng, hoặc nhìn hoàn toàn không thể nào thế nhưng vừa rồi đối phương lại có thể nhìn ra trong cơ thể hắn có ngân châm, lại nằm trong phổi, có vẻ kỳ quái. Thẩm lãng nói 10 ngày, 1.000 lượng vàng. Điền hoành nhìn chăm chú gương mặt khôi ngô của thẩm lãng, đắn đo hồi lâu, cuối cùng mở miệng đáp 3 ngày, ta chỉ cho ngươi ba ngày, thẩm lãng đã hiểu, điền hoành hứa với cùng nhà họ từ cũng là ba ngày, trong vòng 3 ngày giết xong thẩm lãng là có ngay 100 lượng vàng. Tốt lắm, ta hứa. Thẩm lãng thề thốt điền hoành sai moi hắn lên bốn tên võ sĩ bắt tay vào đào quét lãng từ trong hố lên tuy nhiên trên người mấy kẻ này cũng không có giấy bút thẩm lãng trực tiếp xé xuống một cái màu trắng tơ lụa nội y cắn đứt ngón tay của mình dùng máu tươi viết giấy nợ thiếu điền hoành một nghìn lượng vàng sau đó ký tên hắn vừa viết vừa chửi thầm bàn tay vàng chó má kiểu gì thế căn bản không bằng tiền cuối cùng vẫn là vàng bạc cứu mạng ông đây điền hoành nhận phần giấy nợ viết bằng máu tươi này lại quan sát lãng một hồi đây là thẩm lãng trí tuệ cực thấp trong truyền thuyết sao rõ thực hoang đường trong vòng ba ngày giao ra một nghìn lượng vàng bằng không giết cả nhà ngươi điền hoành hô lên thập tam thập tứ hai đứa bây hộ tống công tử thẩm lãng về nhà đi theo hắn suốt ba ngày dạ hai tên võ sĩ đáp lưới sau đó điền hoành mang theo ba tên võ sĩ khác liền ra đi thẩm lãng ngươi nhớ kỹ cho ta nội trong ba ngày, một nghìn lượng vàng, bằng không giết cả nhà ngươi. Thế rồi, không còn thấy bóng dáng ông ta nữa, nhưng chất giọng lạnh lẽo kia vẫn theo gió bay vào tai thẩm lãng. Không thành vấn đề. Não thẩm lãng hoạt động rất nhanh. Hắn nghĩ ra biện pháp thật nhanh, chẳng những có thể kiếm được một khoản tiền kết xù, còn có thể bảo vệ người nhà, mấu chốt nhất là có thể trả thù nhà họ từ, nhất cử tam đắc. Dịch giả, nham tặc kiếm tiền trả thù nhà họ từ quan trọng thật, nhưng đầu tiên vẫn nên về nhà trước bởi vì cha hắn bị thương nặng em trai gãy chân hắn nhất định phải lập tức trở về cứu trị người nhà đã ba tháng không có nhìn thấy hắn không biết lo lắng trở thành cái dạng gì rồi thẩm công tử đi thôi hai tên con nuôi thập tam thập tứ kim thủ hạ của điền hoành đồng thanh nói chẳng lẽ còn để chúng ta phải mang ngươi trở về tận nhà à hai người kia phải kèm sát dí nhìn chằm chằm vào thẩm lãng không cho hắn cơ hội bỏ trốn thẩm lãng thư giãn gân cốt toàn thân một chút, sau đó đi về hướng nhà mình. Việt quốc ở biên giới đông nam xứ Đại Viêm, nơi này là khu vực đồi núi. Dẫu núi không tính là cao nhưng lại là rất nhiều. Tại cái loại địa hình phức tạp này, đường giao thông lại làm được khá vô cùng, dù là chốn nông thôn nhưng đường cũng chừng 3-4 mét, hơn nữa còn sang lấp khá bằng phẳng đủ cho ba con ngựa cùng dàn hàng ngang đi qua. Điểm này đã đủ vượt xa Trung Quốc cổ đại. Sau hừng đông, thẩm lãng thấy rất nhiều xuất hiện nông dân lao động ăn mặc tương tự với trung quốc cổ đại thế nhưng tố chất thân thể dường như muốn khá hơn một chút cao hơn một chút cũng lực lượng hơn một chút hơn nửa dọc theo đường đi gần như từng thôn đều có thành lũy bằng đá vững chắc mặt trên còn có dân quân tuần tra mang đao trên lưng thậm chí cá biệt có người còn đeo cung tên điều này làm cho người đặc biệt ngoài ý muốn ở đại bộ phận triều đại ở trung quốc xa xưa cung tên cùng dao cũng là hàng cấm lúc này công khai xuất hiện ở bên trong thôn xóm tinh thần thượng võ của thế giới này vượt xa Trung Quốc cổ đại. Đi thẳng đến trưa ngày kế, thẩm lãng mới chạy tới nhà mình chỗ ở thôn Phong Diệp. Toàn bộ thôn Phong Diệp ở trong một cái thung lũng, khoảng chừng có hơn 600 dân cư, trong thôn cũng có một cái lũy bằng đá, hai mươi mấy dân quân. Phần lớn thôn dân đều ở cùng một chỗ, mấy trăm căn nhà chi chít chen hai bên sông, chỉ có nhà của thẩm lãng cách xa thôn xóm, đứng lẻ loi giữa sườn núi. Bởi vì nhà thẩm lãng là dân ngụ cư, mười mấy năm trước mới từ phần đất bên ngoài dời đến cái chỗ này. Loại thôn xóm này có tính bài ngoại bảo thủ vô cùng, lại thêm cha mẹ thẩm lãng lại không hợp giao tiếp với người trong thôn, cho nên đến bây giờ vẫn không thể hòa nhập. Leo đến giữa sườn núi, thẩm lãng nhìn căn nhà trác bùn trước mắt, đây chính là nhà mình. Thật sự là quá xuống cấp, thậm chí so với ba tháng trước ký ức còn tệ hơn nữa. Lúc đầu, cái sân phía trước được cha làm cho đặc biệt bằng phẳng, lúc này cũng mọc đầy cỏ dại, tường trát bùn bởi vì dầm mưa giải nắng mà xuất hiện mấy cái lỗ ngay cả nóc nhà cũng chẳng có mái ngói mà chỉ được lợp bằng cỏ tranh bần hàng đến nỗi nhìn thấy cũng giật mình ngay cả che gió mưa đều không đảm bảo vẫn chưa đi tới cửa thẩm lãng liền nghe được tiếng khóc của mẹ cha ho khan kịch liệt và tiếng em trai rên rỉ kêu đau mau đến nhà họ từ mang đại lang tên cúng cơm của thẩm lãng về nhà mang đại lang về nhà cha khản giọng vừa nói vừa ho đây là bị thương trị không hết ảnh hưởng đến phổi. Hơn nữa tiếng hít thở đặc biệt khó khăn cho thấy bị viêm khá nghiêm trọng, thậm chí sưng tấy trong phổi. Cha, ngày mai con phải đi đem ca ca mang về nhà. Em trai nói. Người mẹ lại khóc ròng lão già kia, ông vẫn hay ho ra máu, đến bây giờ đều không xuống giường được. Nhị Lan, tên cúng cơm của em trai thẩm lãng, kể một cái xương đùi, làm sao mà đi hả? Ngày mai, ta đi đến nhà họ từ, nếu bọn họ không thả Đại Lan ra, ta đành đập đầu chết ở cổng nhà họ từ. Đại Lan của ta, thiệt thà, lương thiện như vậy, ở trong loại nhà cọp sói như họ từ chắc cũng bị bắt nạt thành dạng gì rồi, con của ta rồi người mẹ vừa nói vừa khóc cũng không biết nó ăn có đủ no, mà có đủ ấm hay không. Con của ta, từ nhỏ chưa từng nếm mùi cay đắng, từ nhỏ chưa từng rời xa nhà, hôm nay không biết khổ thành cái dạng gì rồi. Em trai nghe mẹ khóc, trong lòng chịu không được nói mẹ, lát nữa con sẽ là một cặp nạn, ngày mai phải đi nhà họ từ đêm ca ca mang về nhà, cùng lắm thì liều mạng thôi. Nghe những lời này, toàn thân thẩm lãng nóng bừng lên, trong lòng cảm thấy từng đợt chua xót. Hắn trực tiếp nhào vào cửa, quỳ gối trước mặt phụ mẫu, rung giọng nói cha mẹ, con trai bất hiếu, con đã trở về. Cha mẹ cùng em trai đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp đó vô cùng hân hoan. Ngay sau đó mẹ trực tiếp xông lên ôm cổ thẩm lãng, khóc lớn tiếng nói Đại Lan, thiệt là Đại Lan của mẹ, con trở lại rồi, mẹ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại con ta đây không phải là đang nằm mơ chứ còn người cha kích động đến muốn vùng vẫy xuống giường lại dẫn tới một trận ho khan kịch liệt khóe miệng trực tiếp trào ra máu bọt mà em trai chợt ngồi dậy tiếp đó kêu đau một trận thẩm lãng nói vâng con đã về đây mẹ nói con của mẹ về nhà là tốt rồi chúng ta không bao giờ chia lìa nữa người nhà họ từ độc ác con đừng quay lại nữa được không thẩm lãng ra sức gật đầu nói vâng con không bao giờ quay về nhà họ Từ. "Tốt, tốt, vậy là được rồi, vậy là được rồi." Mẫu thân mừng rỡ cố gắng lau những giọt nước mắt. Phụ thân cũng vui vẻ nói con ta rõ ràng hiểu chuyện. Phụ mẫu thực sự quá cưng chiều Thẩm Lãng, liền nói một câu không đến nhà họ Từ đã được cho rằng là hiểu chuyện. Thẩm Lãng nhanh chóng đỡ cha mình dậy, ngưng tụ tinh thần lực với hai mắt, điều tra thương thế của cha. Quả nhiên là nội thương, khu vực phổi dạ dày đều có tổn thương, nhất là phổi còn có tụ máu rất nhiều, xương sườn cũng có vết rạn, chỉ bất quá trải qua 3 tháng, chỗ rạn xương đã chữa lành, nhưng lại không được trơn tru, có rất nhiều gai xương. Có thể thấy được 3 tháng trước gia đình nhà họ từ xuất thủ độc ác cỡ nào, phụ thân nội thương nặng như vậy, may mà em trai đi mượn 10 lượng vàng tìm đại phu trị thương, bằng không thẩm lãng sẽ không còn được gặp lại cha mình rồi. Trị thương 10 lượng vàng, con số này đối với gia đình nhà nông bình thường đã là số tiền khổng lồ, nhưng dù vậy, Nội thương của phụ thân vẫn không khỏi hoàn toàn nếu như không được chữa tiếp, tính mạng phụ thân vẫn khó lòng bảo toàn. Gần như trong nháy mắt, Thẩm Lãng cũng đã đề ra phương án trị liệu, mở một lỗ nhỏ ở phổi của cha, dẫn máu bầm trong đó chảy ra, sau đó dùng thảo dược hạ sốt, dùng thuốc bổ hồi phục nguyên khí, mấy tháng sau liền khỏi bệnh. Cha, hài nhi bất hiếu, sau này không bao giờ để cho mọi người lo lắng nữa." Thẩm Lãng vừa nói, vừa đưa bàn tay đặt ở trên trán phụ thân. Nóng rần lên, có thể thấy được có chứng viêm, nhất định phải lập tức hạ sốt, bằng không trong vòng mấy ngày sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hai mắt phụ thân nhìn chầm chầm vào khuôn mặt thẩm lãng, ra sức nén cơn ho, ánh mắt kia tràn đầy thương yêu vô hạn. Đại lang con đã thông minh lên rồi. Người cha thương con như mạng quả nhiên đặc biệt nhạy cảm, trước tiên phát hiện thẩm lãng biến hóa. Cha mẹ đều rất thương yêu thẩm lãng, nhưng hiểu rõ từng chân tơ kẻ tóc của con trai mình, đó chính là một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng ở sâu trong nội tâm lại biết bản thân con trai trưởng mình thương yêu là một phế vật hơn nữa ánh nhìn lại khờ dại khuôn mặt ngây ngô thật không ngờ lúc này đây trở về lại trở nên cơ trí vậy là đủ rồi phụ thân đặc biệt vui mừng dù cho vẫn là phế vật tóm lại chỉ cần nhìn qua có sáng sủa tí xíu nói không chừng còn có thể lấy một người vợ về nhà dù cho quá chồng cũng không đến nỗi nào mẫu thân tiến lên nâng niu khuôn mặt thẩm lãng cũng nhìn một lúc lâu tiếp đó lại vui mừng không sai, không sai. Đại la nhà ta trở nên thông minh rồi, đôi mắt này rất lanh lợi, dễ được nhiều người thích. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ nhà chúng ta rồi. Thẩm lãng muốn giải thích cặn kẻ sự thay đổi của mình, nhưng xem ra hoàn toàn không cần. Cha mẹ yêu hắn như thế, nhìn thấy hắn thay đổi cơ trí thì vui mừng vô hạn, căn bản không cần thẩm lãng giải thích. Ca ca, là nhà họ từ đuổi ca ca ra ngoài à? em trai bèn lên tiếng hỏi thẩm lãng gật đầu đuổi hay lắm đuổi hay lắm mẹ nói mẹ chẳng hiểu vì sao con mình lại có thể sống trong căn nhà đầy những kẻ độc ác như thế nhà ta tuy nghèo nhưng mọi người đều có thể nuôi sống con sẽ không để cho đại la nhà ta chịu khổ đâu thật ra điều này khá bất công xem ý kiến của mẹ sau này thẩm lãng vẫn ở nhà ăn cơm trắng không cần làm mà vẫn sống nhăn răng lúc trước khi con đi làm rễ họ từ chắc là muốn vợ lắm rồi chờ phụ thân và đệ đệ con dưỡng thân thể lành lại sẽ đi kiếm tiền cho đại lang chúng ta lấy một người vợ rồi mẫu thân nói tiếp trong thôn có một quá phụ họ lưu tuy lớn hơn con ba tuổi nhưng cũng xinh đẹp đáng yêu đấy không phải cha mẹ xem thường thẩm lãng mà điều kiện của gia đình này thêm cả danh tiếng của thẩm lãng không tốt trí thông minh thấp trừ ngoại hình đẹp ra thì chẳng có cả kỹ năng kiếm sống có thể lấy một quá phụ đã tốt rồi thẩm lãng cười cười sau đó sang đến giường em trai xốc ống quần của gã lên phát hiện bắp chân sưng thành màu xanh tái mét, gãy xương đùi phải. Ca, đệ không sao, nằm tầm 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi, cùng lắm thì chân khập khiển, dù sao cũng trong nhà có đại ca kế thừa đèn nhang. Em trai thì thầm nhỏ giọng hơn nửa khập khiển cũng lúc, mỗi ngày đệ sẽ đến thành huyền vũ giả vờ bị đụng xe kiếm tiền, thấy xe ngựa nào sẽ vọt lại trước bánh xe để ăn vạ. Đây chính là em trai hắn, với thẩm lãng rất tốt, nhưng tuyệt đối không đáng tin cậy cái chân gãy này của gã nếu như không chữa sẽ chết còn nhanh hơn chuyện khi nào thẩm lãng bèn hỏi hôm trước đệ đệ nói bởi vì gần một tháng này đều không có nghe được tin tức của ca đệ phải đi nhà họ từ tìm hiểu kết quả cũng không cho vào cửa khi về nhà bị người phục kích làm gãy xương đùi phải tin thẩm lãng bệnh nặng vẫn luôn bị nhà họ từ phong tỏa cho nên trong nhà luôn luôn không biết chỉ bất quá mẹ con liên tâm cha mẹ quá lâu không có nghe được tin tức về thẩm lãng hiển nhiên lo lắng, cho nên mới phải phái con trai út đi tìm hiểu. Sau khi rời khỏi nhà họ từ đã bị người làm gãy chân, việc này khẳng định cùng nhà họ từ thoát không khỏi có liên quan. Thật là một gia đình độc đặc, gương mặt khôi ngô của thẩm lãng là bao phủ sương lạnh, khóe mắt co giật một hồi. Thẩm lãng nói ca sẽ giúp đệ trị gãy chân, sẽ rất đau, đệ phải cố nhịn một chút. Đệ đệ nói ca ca, ca biết trị thương khi nào vậy, thẩm lãng lúc trước chính là loại người ngay cả mặc quần áo đều phải mẹ giúp một tay, làm quái gì biết trị gãy chân. Ở trái đất hiện đại thẩm lãng mỗi ngày đều trị bệnh cứu người, tuy rằng chưa nói tới bác sĩ tuyệt đỉnh, nhưng kinh nghiệm lâm sàng phong phú cực kỳ. Bệnh tình của cha và em trai trong mắt hắn hoàn toàn chả là gì, húng chi hắn còn có đôi mắt có năng lực quan, dù cho điều kiện chữa trị nơi này không phát triển bằng thế giới kia thì trị giúp cho hai người cũng dễ dàng. Dịch giả, nham tạch lãng nói cha mẹ, con đi lên núi hái chút thảo dược về. Đại lang mẹ cùng đi với con, trên núi có giả thú, hơn nữa con có thể lạc đường đấy. Mẫu thân liền vọt ra. Bà hoàn toàn đem thẩm lãng trở thành thằng nhóc, liền không nở để hắn lên núi một mình. Mẹ ở nhà bắt nồi nước sôi đi, tìm một con dao nhỏ mài cho sắc bén chút, chuẩn bị thêm mấy cây kim to dài, vài cuộn vải bông nhúng vào trong nước sôi. Thẩm lãng nói chuyện rất nhanh, lại dặn dò mẹ hắn rõ ràng rành mạch mẹ hắn kinh ngạc, rồi bà cũng không hỏi han gì thêm, gật đầu bảo được. Đối với bà mà nói, con trai trở nên lanh lợi, mỗi câu hắn nói đều giống như thánh chỉ vậy. Thẩm lãng mang cái giỏ trúc cùng sách cái sẻn nhỏ, rời nhà lên núi, thuộc hạ kim con nuôi điền hoành chính là hai gã thập tam, thập tứ lão đảo theo sau không rời một bước. Chưa bắt được tiền thì bọn hắn còn phải theo dõi thẩm lãng, chỉ cần thời gian vừa đến liền giết hắn. Thẩm lãng hơi lo lắng, không biết cây cối của thế giới này có khác biệt gì không kết quả hắn lo lắng quá nhiều mặc dù có rất nhiều thực vật hắn không nhận biết nhưng vẫn có đại đa số cây cối giống hệt như cũ thảo dược hạ sốt là nhiều nhất sau núi nhà thẩm lãng rừng cây um tùng tươi tốt chỉ hơn một tiếng hắn liền hái được rất nhiều lá tía tô kim ngân bồ công anh những thứ này đều có thể dùng để hạ sốt chỉ tiếc nơi đây không giáp sa mạc khô ráo cũng chả phải thảo nguyên nên không thấy cam thảo nhưng có một niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn chính là hắn ta đào được bản lam căn rễ bản lam là rễ của cây tùng lam lá của nó được gọi là lá đại thanh cả hai đều được dùng để làm thuốc ở trái đất hiện đại rễ bản lam đều được ca tụng là thần dược vạn năng kế tiếp thẩm lãng lại hì hụi đào bới mười mấy loại thuốc bắc có cầm máu các loại giảm sốt chứa đầy giỏ trúc đáng tiếc không tìm được mạng đà la tên khác cà độc dược túy tiên đào cho nên không cách nào điều chế thành thuốc tê trời vừa chạng vạn thẩm lãng đã gặt hái thành công mẹ của hắn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thẩm lãng dùng tầm nhìn ít quan trục kiểm tra cẩn thận chỗ gãy chân của đệ đệ may mắn chính là vết gãy không tạo ra góc nhọn nên không đâm vào gây tổn thương những mạch máu quan trọng mẹ đã mài sắt dao nhỏ bỏ vào nước sôi nấu qua thẩm lãng nhẹ nhàng cắt một vết ngay chỗ em trai gãy chân thứ nhất để máu bầm chảy ra thứ hai để nối xương chính xác hơn đáng tiếc điều kiện nơi này thực sự quá đơn sơ không cách nào bắt đinh thép sau khi đem chỗ gãy xương chỉnh chuẩn xác xong thẩm lãng dùng chỉ được đun sôi khử trùng khâu lại vết thương dầm nát đống cây thuốc đông y bôi lên miệng vết thương sau đó dùng ba cây gậy gỗ được gọt cho trơn láng cùng vải đã tiệt trùng cuốn vòng này đến vòng khác rồi cột chắc cố định chắc chỗ gãy xương do không có thạch cao nên hắn chỉ có thể dùng gậy gỗ kế tiếp cái chân này không được xuống đất tốt nhất đừng cử động nó hai tháng sau là lành lặn thẩm lãng dặn miễn cưỡng coi đây là một ca phẫu thuật nhỏ từ đầu tới cuối cũng chỉ tốn không đến một tiếng. Mặc dù đệ đệ đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng gã cố gắng cắn một khúc gỗ, không dám la lên. Suốt quá trình cha mẹ hoàn toàn ngừng thở, nhìn màn này không thể tin nổi, đừng nói là mở miệng, thậm chí chẳng dám thở mạnh. Điều này thật là khiến người ta ngạc nhiên, từ lúc thẩm lãng trở về, không những không còn ngu dốt, lại trở nên lợi hại như vậy. Vừa rồi cha hắn thấy rất rõ ràng, động tác của thẩm lãng nhanh mà quyết đoán, ánh mắt kiên nghị, cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người ấy đệ đệ ném đi khúc gỗ trong miệng kinh ngạc hướng thẩm lãng nói ca ca thật thần kỳ đó đệ gãy chân không chỉ không sưng lên mà cũng chẳng đau vậy nữa đệ đã thấy rất nhiều đại phu trị gãy chân không ai giống ca vừa nhanh mà lợi hại như thế dẫu cho đệ đệ thẩm kiến là tấm bia đỡ đạn trong đám lưu manh thế nhưng ở chuyện gãy tay gãy chân này coi như có kiến thức rộng rãi thẩm lãng lộ ra chiêu thức ấy quả thật làm cho người bất ngờ bất kể là thủ nghệ hay phương pháp đều vượt xa những đại phu thông thường chữa trị. Quan trọng nhất là Thẩm Lãng trước kia hoàn toàn là tên phế vật ngu ngốc, hôm nay thế nào lại biến hóa lớn như vậy, tay nghề lợi hại như vậy học ở nơi nào nhỉ, người nhà hắn thật vừa mừng vừa sợ. Kế tiếp Thẩm Lãng điều trị cho cha hắn, đầu tiên là dẫn lưu máu cục trong phổi ra ngoài, bằng không thương thế phải càng ngày càng nghiêm trọng. Loại máu cục này dẫn lưu khó khăn nhất chính là phải biết những vết sưng tấy nằm ở chỗ nào. Chúng nó ở bên trong phổi, nhìn bề ngoài bằng mắt thường hoàn toàn không ra nổi, đối với bác sĩ thế giới này mà nói cơ hồ là bó tay. Thế nhưng đối với thẩm lãng chẳng tốn nhiều sức hết, mắt hắn quét ít quan dễ dàng phán đoán đâu chính xác là nơi máu cục và dịch tràn ra. Mẹ hắn đã mài sẵn kim rồi, đường kính khoảng chừng 3 ly, chuyên dùng để vá da thú, đặt trong nước sôi tiệt trùng, thẩm lãng quyết đoán chính xác mà đâm vào phổi đồng thời rút ra, sau đó dùng một nhánh cây đâm vào vết thương. Loại thực vật này có đường kính thân cũng 2-3 ly, rỗng ruột, hơn nữa cũng đủ cứng, vừa đủ để có thể dẫn máu đông chảy ra. Cứ thế, thẩm lãng ở phổi cha hắn mở mấy lỗ nhỏ, tiếp đó hút từng chút một các khối máu tụ ra ngoài. Ước chừng hơn một giờ sau, rút ra phần lớn các khối máu tụ và dịch trong phổi ra ngoài, còn một số ít cũng không cần vội, dựa vào khả năng hồi phục của cơ thể là có thể dần dần hấp thu. Trải qua sự chữa trị của thẩm lãng, hiệu quả hoàn toàn là dựng sào thấy bóng. Cha vẫn ho kha như cũ, thế nhưng hít thở lại thoải mái rất nhiều. Lúc trước dù hắn cố gắng hít thở đều đặn nhưng cảm giác không đủ không khí, mỗi lần hít thở, phổi dường như đau đớn muốn vỡ, cái loại cảm giác này thực có chút sống không bằng chết. Bây giờ, hít thở đã không quá phí sức, ngực cũng không cảm giác tắc nghẽn, loại cảm xúc thiệt thoải mái rồi. Thật không ngờ đến, con trai thoáng thi triển bản lĩnh, lại có kỳ hiệu như thế, y thuật này cũng thật cao siêu. Đều nói ba ngày không gặp sẽ phải lau mắt mà nhìn, con trai cưng mới 3 tháng không gặp, lại có bản lãnh bực này, giờ cha thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn, con ta thật là lợi hại. Trong lời nói của phụ thân hết sức kiêu ngạo. Mẫu thân trầm trồ nhìn thẩm lãng, thực sự không thể tin được con bà trở nên thông minh và lợi hại như vậy. Bà nói đừng hỏi, Đại lang lúc trước cũng không ngốc, chẳng qua là đại trí giả ngu mà thôi. Rồi ông trực tiếp ngăn cản bà mẹ dò hỏi, bảo Đại lang biến thành thế này, chúng ta vui vẻ cũng không kịp, cần gì phải phá tan sao a để hỏi mẫu thân gật đầu lia lịa nói đúng đúng dù sao con mình cũng đã trở về ông trời thực phù hộ đại lang có bản lãnh như vậy chúng ta cũng không lấy lưu quả phụ vậy mở y quán kiếm được tiền rồi đến con gái của thôn trưởng đều có thể cưới sau đó cha mẹ cùng em trai đối với thẩm lãng biến hóa nửa chữ không đề cập tới cũng chỉ vui vẻ con ta ác hẳn đói bụng mẹ đi lấy cơm cho con ăn nhé mẹ hắn hào hứng đi vào nhà bếp mẹ hắn hiền lành tay chân nhanh nhẹn không đến nửa giờ thì cơm nước cũng đã bưng lên bàn ba chén cháo một chén cơm lớn một dĩa rau dại một dĩa bắp cải dĩa thịt khô và dưa leo do cha cùng em trai nằm ở trên giường dưỡng thương bất tiện cho nên bàn ăn liền đặt giữa hai cái giường thẩm lãng vẫn ăn cơm trắng cha mẹ đệ đệ ăn cháo bắp thẩm lãng muốn đem cơm chi cho phụ thân và đệ đệ kết quả bị ba người quả quyết từ chối con à con đang tuổi lớn ăn cơm trắng đi cháu bắp con ăn không vô đâu cha nói như đinh đóng cột con không ăn cơm cha cùng em trai con cũng sẽ không ăn đúng tuyệt đối không ăn đệ đệ thẩm kiến nằm bên giường nói con ăn thịt đi mẹ gấp vài miếng thịt khô bỏ vào chén của thẩm lãng thẩm lãng đương nhiên muốn để phụ thân và đệ đệ ăn nhưng hắn biết bọn họ tuyệt đối không đụng hơn nữa bọn họ xem thẩm lãng ăn thịt trong lòng ngược lại càng thêm hạnh phúc. Ôi chao! Rõ ràng bất công đến cực hạn. Dù cho phụ thân và đệ đệ bị thương dưỡng bệnh, dẫu cho thân mình thẩm lãng khỏe mạnh, người một nhà cũng đem tốt nhất cơm nước cho mình hắn ăn. Sau khi cơm nước xong, thẩm lãng nấu thuốc, rồi đem khác nhau cho phụ thân và đệ đệ uống. Đệ đệ gãy xương, cần uống canh xương, nằm khoảng 2 tháng là khỏi. Tuy rằng tụ máu phổi và tràn dịch màng phổi của cha đã được dẫn ra, tạm thời không nguy hiểm tánh mạng, nhưng nhiều lắm chỉ có thể xem như trị một nửa. Tiếp đó còn phải tiếp tục giảm sốt, còn phải bổ phổi, bổ dưỡng thân thể, những dược vật này là không đào được trên núi, cần phải dùng tiền mua. Đại lang rửa chân. Mẹ hắn bưng nước ấm lại, trực tiếp ngồi xổm xuống rửa chân cho thẩm lãng, toàn bộ quá trình tự nhiên thuần thục thực hiện nhiên qua mười mấy năm đều là mẹ thẩm lãng rửa chân cho hắn. Để con tự làm, con tự làm nhưng thẩm lãng tuyệt đối không dám để mẹ rửa chân vậy quá bất hiếu đi ngược lại mẹ hắn hơi đau khổ nói đại lang trước kia con thích nhất mẹ rửa chân cho con làm sao vậy tay mẹ rất sạch sẽ mà bà lo lắng thẩm lãng ở nhà họ từ sống qua mấy tháng phú quý nên giờ ghét bỏ bà thẩm lãng hiểu mỗi lần rửa chân cho hắn cũng là việc khiến mẹ hắn vô cùng hạnh phúc bởi vì đây là đứa con bà yêu thương nhất vì thế toàn bộ thể xác tinh thần của thẩm lãng đều rạo rực trong hạnh phúc xem bàn tay tần tảo của mẹ rửa chân cho hắn trong toàn bộ quá trình ánh mắt bà cùng biểu cảm vô hạn hạnh phúc thỏa mãn thẩm lãng kế thừa ký ức cùng thân thể này cũng chưa hoàn toàn kế thừa tình cảm chỉ trong vòng mấy canh giờ nội tâm của hắn liền đắm chìm xa vào trong sự quan tâm yêu mến của phụ mẫu đệ đệ từ nay về sau mọi người là cha mẹ ruột của ta em trai ruột của ta hắn có trách nhiệm để cha mẹ và em trai có được cuộc sống tốt. Lúc này, bên tai hắn truyền đến tiếng nói nhạt nhẽo của Điền Thập Tam thẩm lãng, người nhà của ngươi thiệt yêu thương lẫn nhau há. Nhưng mà, ngươi chỉ còn lại hai ngày, lấy không ra một nghìn lượng vàng, cả nhà ngươi đều phải gặp nạn. Dịch giả, nham tặng được lời của Điền Thập Tam xong, thẩm lãng cười nói Thập Tam huynh muốn cùng ta ngủ một giường à, Điền Thập Tam nói còn có hai ngày, không có một nghìn lượng vàng, đừng trách ta giết cả nhà ngươi. Tiếp đó, gã liền đi ra ngoài. Thẩm lãng thông thả ung dung nằm ở trên giường, nhà hắn quá xuống cấp, có nhiều chỗ nóc nhà đã thủng, cho nên cha mẹ cùng em trai ở tại một cái phòng, chỉ có thẩm lãng một mình một phòng. Không chỉ có như thế, giường của hắn vừa lớn vừa mềm, thậm chí chăn bông mỏng cũng là mới. Trong nhà rất nghèo, nhưng đem tất cả những gì tốt nhất đều cho mình. Nhà nông dân nghèo, nhiều đứa trẻ chưa chắc có áo mới vào dịp Tết. Nhà thẩm lãng càng nghèo hơn, Thế nhưng một năm hắn có tới ba bộ áo mới, mặc kệ trong nhà khó khăn cỡ nào, cha mẹ đều có thể cho đặt may cho hắn. Mùa hè một bộ, mùa thu một bộ, Tết một bộ. Mà đệ đệ thẩm kiến, chưa từng mặc áo mới, cũng toàn mặc áo cũ của thẩm lãng. Hắn thực sự không biết tại sao lại như thế. Cha mẹ phải thiên vị hắn như vậy. Thậm chí đến mức không có đạo lý. Đệ đệ thẩm kiến là một kẻ không tiền đồ, mỗi ngày ở bên ngoài lăng xả, thế nhưng so với thẩm lãng hồi trước đã tốt hơn rất nhiều, thẩm lãng trừ dáng giúp túng Mỹ ra, hoàn toàn cái gì cũng tệ, nếu như không phải thẩm lãng từ trái đất xuyên qua, chỉ bằng thứ đồ đần này, đừng nói gì giúp cha mẹ dưỡng già, cuộc sống bản thân còn chẳng tự lo, cần cha mẹ luôn luôn chăm đến già, sau đó lại do em trai quan tâm lo lắng. Phế vật thẩm lãng Lúc trước ngươi thiếu cha mẹ cùng đệ đệ chỗ nào thì ta sẽ trả, dùng cả đời để trả. Thẩm lãng trong lòng âm thầm thề thốt, nhất định phải để cho cha mẹ được sống cuộc sống tốt, nhất định phải cưới vợ cho em trai, thành gia lập nghiệp có tiền đồ. Mà việc cấp bách, chính là vượt qua nguy cơ trước mắt này, Điền Hoành cho hắn 3 ngày gom góp 1.000 lượng vàng, hôm nay đã chỉ còn lại có 2 ngày. Thời gian vừa đến, thẩm lãng nếu đem không ra 1.000 lượng vàng, sẽ phát sinh chuyện gì, Điền Hoành phải giết cả nhà của hắn, cái tên này nói chắc như đinh đóng cột. Trong vòng 2 ngày, kiếm đủ một 000 lượng vàng, có thể không đây, sáng sớm hôm sau, thẩm lãng sau khi rời giường bôi thuốc cho phụ thân và đệ đệ rồi rửa mặt ăn điểm tâm ầm 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 bên ngoài vang lên tiếng đập cửa trên mặt mẹ bất an liền muốn đi mở cửa con mở cho thẩm lãng nói sau khi mở cửa quả nhiên là chính là hai tên thập tam thập tứ nghĩa tử thủ hạ của điền hoành thời gian gấp rồi đi kiếm tiền đi điền thập tam nói thẳng thừng giọng nói vẫn lạnh nhạt thờ ơ đại lang thế nào mẹ bèn hỏi mẹ không có việc gì là hai người bạn thôi thẩm lãng đáp mẫu thân nhiệt tình nói là bạn của đại la ngà vậy cùng uống cháo đi điền thập tam cười nói không cần tụi con đã ăn cơm xong cảm ơn đại nương nụ cười của gã cũng rất nhiệt tình hoàn toàn nhìn không ra là một sát thủ hoàn toàn như là một thanh niên ngoan ngoãn thẩm lãng không chút hoang mang uống xong cháo trắng trong chén nhưng mẫu thân lại mang đến cho hắn một quả trứng gà mau ăn nhanh đi, hắn bản năng sẽ phải đem trứng gà cho phụ thân. Ăn, lập tức ăn. Mẫu thân nói như đinh đóng cột, tiếp đó lại lột một quả trứng gà, chia làm hai cho phụ thân và đệ đệ của Thẩm Lãng. Được, con ăn. Thẩm Lãng nói. Nhìn hắn ăn xong, mẫu thân mới mặt mày rạng rỡ. Mẹ, ta và bạn cùng đi vào trong thành, ngày hôm nay sẽ học với một tiên sinh lợi hại hơn. Thẩm lãng nói Mẫu thân liền khẩn trương tức thì Đại lang, Vậy buổi trưa con có về nhà ăn cơm không? Thẩm lãng nói buổi trưa chắc chắn không chạy về kịp Buổi tối sẽ cố gắng hết sức về nhà ăn cơm Điền thập tam nhiệt tình nói Đại Nương Nhà con ở ngay trứng trên Sẽ không để cho thẩm lãng đói bụng đâu Mẹ nói vậy làm phiền con vậy Sau đó tới nhà Đại Nương sẽ luộc trứng gà cho con nhé Hay quá Nụ cười trên mặt điền thập tam càng thêm chân thành Tiếp đó thẩm lãng rời nhà đi kiếm tiền, điền thập tam, điền thập tứ theo ở phía sau một tấc cũng không rời. Một nghìn lượng vàng, đối với nhà hắn mà nói con số khổng lồ. Bốn canh giờ sau, thẩm lãng đi ba mươi mấy dặm, nhanh chóng đến thành huyền vũ. Lúc này trên đường phía trước có hai người đàn ông, bước đi có vẻ tức hộp máu, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ, hẳn là hai cha con, phụ thân hơn bốn mươi tuổi, con trai hai mươi mấy tuổi. Điền thập tam tiến lên một bước, nhiệt tình nói chú Lý, anh đại lộ đã lâu không gặp hai cha con đứng vững thấy điền thập tam biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ nhưng cũng nhanh chóng thay đổi sang nụ cười a à, là thập tam mà mấy ngày nay không thấy con đâu điền thập tam nhiệt tình nói chú à sao không ở trong nhà vậy cha con nhớ chú lắm hôm qua cứ nhắc hoài sao chú không ghé nhà uống trà vì chú thiếu nhà con chút tiền thật nhưng mà nhớ kỹ một giây thì nghìn lần cũng không nên xa lạ chứ ngài và cha con còn thân nhau hơn cả anh em ruột kia mà người đàn ông trung niên nói ngày mai sẽ ghé ngày mai sẽ ghé mà điền thập tam tiến lên ôm hai cha con kéo sâu về phía khu rừng bên cạnh cánh đồng chú à mấy ngày nay không ghé nhà con ăn cơm báo hại rượu ngon cha con pha chế cũng hỏng mất vốn sai con mang cho chú miếng thịt không nghĩ tới hôm nay đúng dịp thấy được chú điền thập tam sau khi ôm hai cha con tiến vào rừng cây giọng nói càng thêm thân thiết giống như chú cháu ruột vậy đúng rồi chú à điền thập tam hướng người đàn ông trung niên kia nói cha con nói tiền ngài thiếu nhà con không cần trả nữa cả đàn ông trung niên nói ý như vậy không được đâu ngại lắm điền thập tam nói ngài cùng cha con có giao tình mười mấy năm tình như người anh em chút tiền ấy coi là cái gì lúc con còn bé ba ngày đã có hai buổi đến nhà chú ăn cơm còn gì người đàn ông trung niên kia nói vậy vậy chú ngày mai sẽ chặt đầu một con heo đến thăm cha con cùng nhau uống rượu được rồi điền thập tam nói tiếp đó gã rất nhanh rút ra đao nhọn phùng phục động tác đâm nhanh như chớp vào trong trái tim của đôi cha con nọ hành động nhanh đến nỗi ngay cả thẩm lãng cũng nhìn không kịp không có keo gào thảm thiết không có rên rỉ hai cha con trực tiếp chết đi ước chừng một lát sau máu tươi mới từ vết thương bắn mạnh ra thập tứ đi báo các huynh đệ qua đây đem hai xác chết này xử lý điền thập tam nói điền thập tứ nói vâng điền thập tam dùng khăn lụa lau sạch lưỡi dao tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong người, tỉ mỉ nhìn cùng tay áo trên người mình, xác định không có dính vết máu, tiếp đó hướng thẩm lãng nói xin lỗi nha, hai người quen làm trễ nải một ít thời gian, chúng ta tiếp tục chạy đi. Được. Thẩm lãng nói. Từ đầu tới đuôi, biểu cảm trên mặt điền thập tam đều không có thay đổi gì, cũng là mang theo nụ cười, kể cả lúc giết người. Hai người tiếp tục chạy đi, hướng về phía thành huyền vũng lãng đột nhiên hỏi điền thập tam, vừa rồi người đàn ông trung niên kia là chú của ngươi à điền thập tam gật đầu nói ừ cùng chạy nạn tới với cha ta giao tình mười mấy năm khi còn bé vẫn thường hay ôm ta thẩm lãng nói ông ta thiếu bao nhiêu tiền ba lượng vàng bởi vì là người quen lợi tức thấp một chút tiền lời chỉ có hai mươi lăm lượng vàng điền thập tam nói thế nhưng ông ta không trả nổi đâu hôm qua hai cha con đi đánh bạc còn thiếu tiền nợ cá cược mấy lượng vàng bởi vì hai mươi lăm lượng vàng Điền Thập Tam không chút do dự giết hai cha con này, vẫn có mười mấy năm giao tình cha con. Mà Thẩm Lãng, ước chừng thiếu một nghìn lượng vàng. Điền Thập Tam nói Thẩm Lãng, ta biết ngươi chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi. Hai ngày còn lại muốn kiếm được một nghìn lượng vàng hoàn toàn là chuyện hảo huyền, cho nên hiện tại nói cho ta biết ngươi làm không được, ta cho ngươi đi thật ngọt, đừng lãng phí hai ngày của ta, như thế nào, tiếp đó, cả lấy ra con dao sắc bén lau lần này đến lần khác, chỉ cần thẩm lãng gật đầu một cái, hắn lập tức hay dùng tốc độ nhanh nhất giết chết. Một nghìn lượng vàng có thể trên trăm gia đình dự trữ mấy thập niên, hoàn toàn là một khoản tiền kết xù, bằng vào một tiểu tử nghèo như thẩm lãng thế này, hai ngày muốn kiếm một nghìn lượng vàng, thật là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Thẩm lãng nhìn Điền Thập Tam, nghiêm túc nói không cần hai ngày, ngày hôm nay có thể, Điền Thập Tam kinh ngạc nói thật thế à, thẩm lãng nói trong ba canh giờ, ta liền kiếm được một ngàn lượng vàng này. Điền Thập Tam trợn mắt, cả kinh nói ba canh giờ sao, Câu này hoàn toàn làm cho người ta không cách nào tin nổi a, à, Thẩm Lãng nói đúng, trong 3 canh giờ thôi. Thẩm Lãng cùng Điền Thập Tam tiến vào trong thành Huyền Vũ. Thành Huyền Vũ là một trong 8 thành của quận Nộ Giang, quản lý 25 trấn phía dưới, dân số trên 25 vạn, nhân khẩu trong thành vượt qua 3 vạn. Thẩm Lãng chú ý tới bức tường thành Huyền Vũ lại có chiều cao trên 12 mét, chu vi gần 10 dặm. Ở Trung Quốc cổ đại rất nhiều chủ thành hành tỉnh cũng chưa chắc có tường thành 12 mét. Điều này có thể chứng minh rồi một việc, trình độ võ lực thế giới này vượt xa Trung Quốc cổ đại, cho nên cần tường thành cao hơn nửa thủ hộ. Binh sĩ trên tường thành hầu hết mặc áo giáp, số quan quân mặc giáp hơn mấy trăm người. Sau khi vào thành, đường phố tưng bừng nhộn nhịp, cửa hàng như mây, so với trong tưởng tượng càng thêm sầm uất. Thẩm lãng ngừng lại ở phía trước một căn lầu ba tầng, phía trên bản hiệu viết cẩm tú cát. Hắn không chỉ phải ở chỗ này kiếm được một số tiền lớn, còn muốn trả thù nhà họ từ một cú thật đau. Hít một hơi thật sâu, thẩm lãng đi vào trong căn lầu cẩm tú các xa hoa tráng lệ. Tiết mục của ta bắt đầu rồi, dịch giả, nham tặc tú các chuyên bán tơ lụa vải vóc, đồng dạng với họ từ lúc trước thẩm lãng ở rễ, chẳng qua quy mô nhỏ hơn họ từ một tí. Mặc dù độ giàu của chủ nhân nhà họ lâm của nó hơi kém so với nhà họ từ, thế nhưng ở thành huyền vũ cũng nổi danh phú quý, ở mười mấy thành thị chung quanh đều có cửa hàng. Mấu chốt nhất, nhà họ Lâm này là đối thủ cạnh tranh với nhà họ Từ. Thấy Thẩm Lãng cùng Điền Thập Tam bước vào, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên bắt chuyện. Xin chào khách quan, đến xem vải vóc đi, chúng ta vừa đưa ra thị trường vải bông mới, ngài sờ một cái mà xem vừa tinh tế vừa mềm mại. Tiểu nhị của cửa hàng có đôi mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Lãng không có tiền, cho nên gã đẩy mạnh tiêu thụ hàng vải bông mà không phải lụa là gấm vóc. Thẩm Lãng thẳng thắn nói nói cho chủ nhân nhà ngươi, ta muốn cùng nhà họ Lâm là một khoản làm ăn lớn, chí ít để hắn kiếm được hàng năm năm nghìn lượng vàng. Lời này vừa ra, tên tiểu nhị ngẩn ngơ, trên mặt tuy rằng vẫn cười, nhưng trong lòng vô cùng xem thường, chỉ tên khố rách áo ôm này, nếu như hàng năm có thể kiếm năm nghìn lượng vàng thì sao hắn ta còn trong nghèo khó thế này, khách quan, ngài cũng đừng treo chọc tiểu nhân. Gã tiểu nhị cười bảo, Điền thập tam kế bên bảo ta là điền thập tam ban h cho mời lâm gia chủ nhân tới nói chuyện làm ăn. Nhắc nghe thấy gã nói thế tên tiểu nhị lại không dám không coi ra gì. Điền hoành ban H.I. ở toàn thành huyền vũ có tiếng tâm lẫy lừng, chuyên cá cược, kinh doanh kỹ nữ, cho thuê mướn nhà. Tuy rằng bình thường cùng nhà họ lâm nước giếng không đụng nước sông, nhưng thế lực H3 như thế tốt nhất không nên đắc tội. Tên tiểu nhị này tưởng rằng điền thập tam đại biểu ban H.I. tới lừa bịp tống tiền. Thập tam ngài đại giá đến thăm không có từ xa tiếp đón. Một tên trưởng quầy béo mập bước nhanh nghênh đón lớn tiếng sai bảo dân trà, loại trà tốt nhất. Tên tiểu nhị nhanh chóng pha một bình trà thơm ngát qua đây, rót cho Điền Thập Tam cùng Thẩm Lãng mỗi người một chén. Chưởng quầy hỏi hai ngài Thập Tam, ngài có chuyện gì cùng ta nói cũng như nhau, chủ nhân nhà ta đã muốn cùng ban chủ Điền Hoành kết giao từ lâu, tâm ý nho nhỏ này, coi như kính ý, sau đó gã đẩy một cái hộp lại, bên trong có 20 lượng vàng, đây kỳ thực coi như ra tay lớn. Điền Thập Tam cười nói Lâm trưởng quỷ thiệt tình đem ta thành kẻ tống tiền à, Ta thật tâm có chuyện mua bán muốn cùng chủ nhân nhà ngươi nói, không phải tới cửa lừa bịp. Tên trưởng quầy kinh ngạc, kêu thật có chuyện làm ăn, Điền Thập Tam nói làm ăn thật đó. Trưởng quầy hỏi ta không làm chủ được sao, Điền Thập Tam đáp ngươi không làm chủ được. Trưởng quầy nói vậy hai vị chờ một lát, ta phải đi mời ông chủ qua đây. Tiểu nhị, phục vụ điểm tâm cho hai vị khách. Thẩm Lãng cùng Điền Thập Tam vừa ăn bánh vừa uống trà, chờ ông chủ của Cẩm Tú Cát Lâm mặt đến. Khoảng nửa giờ sau, một người đàn ông trung niên mặc áo gấm bước vào, ông chính là Phú Hộ Thành Huyền Vũ, ông chủ của Cẩm Tú Cát, tên là Lâm Mặc. Hai vị có chuyện làm ăn lớn muốn cùng ta nói sao? Lâm Mặc hỏi. Ông chả sợ gì Điền Thập Tam, làm ăn buôn bán đã đến mức này, sau lưng hiển nhiên có chỗ dựa. Hơn nữa con ông tiến vào thi nam võ học, thành tích tốt, sau khi học xong sẽ đi làm quan võ, vậy nên cho dù là Điền Hoành thì ông cũng không sợ, mọi người đều nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Thẩm lãng nói đúng vậy, làm ăn lớn. Hàng năm có thể làm cho ông chủ lâm kiếm thêm nhiều, ít nhất là 5.000 lượng vàng. Lâm mặt nhíu mày, ông ta không ưa nhất chính là loại thanh niên khoác lác này, hơn nữa ngó cái bộ dạng tiểu bạch kiểm, vừa thấy là biết dựa vào không được. Nói đi. Lâm Mặc bảo. Thẩm lãng nói ta có một phối phương muốn bán cho ông chủ lâm, giá 2.000 lượng vàng. Giá vừa ra, lâm mặt trực tiếp biến sắc khuôn mặt phát lạnh nói lâm mổ thì giờ là vàng bạc không có công phu cùng khách quý lãng phí tiễn khách dứt lời ông ta nâng chung trà lên liền phải tiễn người đi ngay cả điền thập tam cũng kinh ngạc sững sờ một nghìn lượng vàng đã vô cùng hoang đường rồi thẩm lãng lại trực tiếp đòi hai nghìn lượng vàng đây hoàn toàn mất trí đi cả thực hối hận mang thẩm lãng đến cẩm tú cát lâm mặt trực tiếp đứng dậy bỏ đi không cho thẩm lãng nửa điểm cơ hội điền thập tam lạnh lùng trừng thẩm lãng một cái lạnh giọng nói ngươi muốn chết mắt thấy kim chủ muốn đi thẩm lãng trực tiếp lấy từ trong lòng hắn ra một miếng tơ lụa đặt trước mặt lâm mặt nói ông chủ lâm ngài xem màu của miếng tơ lụa này đi coi đáng giá hai nghìn lượng vàng hay không lâm mặt xoay người ánh mắt rơi vào miếng tơ lụa trên tay thẩm lãng vẻn vẹn cỡ khăn tay lớn nhỏ điền thập tam nhìn lướt qua cảm thấy tên thẩm lãng bệnh tâm thần đi miếng này nhỏ như vậy lại muốn bán hai nghìn lượng vàng nhưng mà ông chủ cẩm tú các trận tròn mắt biểu cảm không thể tin nổi bước đến nhanh một tay lấy miếng tơ lụa đó cầm lấy đặt ở trước mắt, trung giọng nói đây, chuyện này sao có thể? Ác là màu vàng kim, sao lại thế được? Điền thập tam lấy làm lạ, lúc này mới chú ý tới cái miếng lụa thẩm lãng đưa ra màu vàng ống ánh sáng loáng. Thẩm lãng nói nhà họ từ dựa vào cái gì mà phát đạt. Cũng chỉ vì tơ lụa nhà hắn chuyên cung quốc vương, là bởi tơ lụa nhà hắn có màu vàng lấp lánh hơn mà thôi. Ở Trung Quốc cổ đại, vàng là màu dành riêng cho hoàng tộc, chỉ có hoàng đế. Hoàng hậu, hoàng quý phi quần áo của họ mới là màu vàng. Tương đương trên thế giới này, ở toàn bộ việt quốc chỉ có cả nhà quốc vương mới có thể dùng tơ lụa màu vàng. Vậy mà màu vàng tơ lụa thế giới này là dùng sơn chi, cây dành dành còn có tên khác là chi tử, thủy hoàng chi dùng để nhuộm và làm thuốc, mới nhuộm ra, sắc vàng cũng không đủ, màu sắc nhàn nhạt, không đủ sáng. Mà giờ Thẩm Lãng đưa ra miếng vải lụa, hắn dùng phối phương hoàn toàn mới để nhuộm màu chất lỏng của hoa huệ pha với phèn chua sau là màu vàng đặc biệt sáng rực, khiến người ta thấy tựa như màu vàng kim óng ánh. Long bào của hoàng đế Vương Triều Mãn Thanh chính là dùng loại thuốc nhuộm này mà ra, trong viện bảo tàng cố cung đến giờ vẫn có thể thấy mấy chiếc long bào như vậy, vô cùng xa hoa quý giá, hôm trước lúc thẩm lãng đi hái thảo dược, thuận tay hái rất nhiều hoa huệ. Còn phèn chua là một loại thuốc đông y, trong nhà còn dư lại một ít. Hôm qua khi hắn nấu thuốc đông y, Thuận tiện đem nguyên liệu làm ra màu vàng kim chế được nửa chén, lại xé vải lụa bạc thết trên người ra nhúng vô chén thuốc nhuộm. Nhuộm xong, phơi khô một đêm, dùng lửa hơ một lát, liền làm ra miếng tơ lụa màu vàng ống ánh này. Lập tức, Lâm mặt nhanh chóng lấy ra một mảnh tơ lụa vàng khác, đây là nhà ông ta dùng sơn chi nhuộm được. Không so không biết, càng so càng đau lòng, miếng lụa bên trái quá tầm thường, quá phai nhạt. Miếng bên phải của thẩm lãng đó, vàng ống ánh bức người cao thấp rõ ràng. Thẩm lãng giảng mảnh vải lụa này là hôm qua ta nhuộm suốt đêm, hiệu quả này ta kỳ thực không hài lòng. Nếu có đủ thì giờ cùng vật liệu, dứt khoát có thể làm ra màu vàng kim càng thêm sáng rực đấy, hơn nữa nếu bắt đầu nhuộm từ sợi tơ rồi dệt thành lụa, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lâm mặt kinh ngạc hỏi chỉ làm gấp một đêm sau, lại có hiệu quả như thế ư, thẩm lãng khẳng định đúng, cho nên nếu như ngài có được công thức này, nhuộm tơ lụa chỉ càng thêm vàng ống ánh đẹp để lại quý giá nếu như ngài đem mảnh lụa màu vàng kim trước mặt tặng cho chức tạo phủ đơn vị phụ trách dệt may của quốc vương điều gì sẽ xảy ra nhỉ dùng ngón chân cũng biết chức tạo phủ của quốc vương sẽ lập tức vứt bỏ tơ lụa nhà họ từ chọn dùng nhà họ lâm tới đây chuyện làm ăn buôn bán chuyên cung cấp tơ lụa cho quốc vương sẽ rơi vào tay nhà họ lâm cuộc trao đổi này kiếm được bao tiền là chuyện nhỏ mấu chốt là danh tiếng cùng tài nguyên chính trị thẩm lãng nói ông chủ lâm cuộc trao đổi này của ta có hay không có thể làm cho nhà ngài Lâm hàng năm kiếm thêm 5.000 lượng vàng không? Lâm mặt lắc đầu đáp hơn thế nữa. Thẩm lãng quyết vậy thì phương pháp phối chế thuốc nhuộm màu vàng kim của ta đây bán cho ngài 2.000 lượng vàng, có đắt không vậy? Lâm mặt nói không đắt, một chút đều không đắt. Bên cạnh điền thập tam ngỡ ngàng xem thẩm lãng. Thực hiển nhiên, đêm hôm trước, lúc thẩm lãng thỏa thuận cho điền hoành 1.000 lượng vàng mua mạng hắn, liền nghĩ đến cách kiếm ra tiền, hắn đã tính trước mọi việc nhưng gã không nghĩ tới là tên này lại muốn kiếm hai nghìn lượng vàng thật không ngờ tới nữa là hắn vừa muốn kiếm tiền vừa muốn trả thù nhà họ từ không sai thẩm lãng chính là người có thù phải báo kiếm tiền không chưa đủ còn muốn khiến họ từ thương gân động cốt một khi họ từ mất mối làm ăn chuyên cung cấp tơ lụa cho quốc vương sẽ thiệt hại đến cỡ nào hoàn toàn tưởng tượng ra được vì sao họ từ buôn bán tơ lụa lộng hành mấy tỉnh thành nhưng không ai phá hoại cản trở còn không phải vì tơ lụa nhà lão ta chuyên cung cấp cho chức tạo phủ của quốc vương sao lâm mặc hướng về phía ánh sáng mặt trời si mê xem miếng tơ lụa vàng kim kia nhìn thế nào cũng chưa đã thèm hồi lâu sau ông ta mở miệng nói ta làm sao tin đây là thuốc nhuộm ngươi chế tạo ra hoàn toàn có khả năng là ngươi nhặt được miếng này thôi thẩm lãng nói ta đều mang tài liệu đến cho ta một canh giờ ta chế ra thuốc nhuộm vàng kim cho ngài xem cam đoan so với đêm qua xuất sắc hơn lâm mặc hỏi thật vậy ư thẩm lãng cam đoan chắc chắn rồi. Lâm mặt nói tốt lắm, ta sẽ giao quyền toàn bộ hậu viện cho ngươi, muốn cái gì xin cứ việc phân phó. Chỉ cần ngươi đem thuốc nhuộm vàng kim chế tại chỗ, liền chứng minh phương pháp phối chế xác thật là của ngươi, giao dịch hoàn thành. Thẩm lãng nhắc hai nghìn lượng vàng. Lâm mặt nói tuyệt không trả giá. Dịch giả, nham tặng được thẩm lãng cùng ông chủ lâm đối thoại, bên cạnh điền thập tam ngỡ ngàng hơn cũng hoàn toàn ngạc nhiên, cha nuôi điền hoành tuy rằng đồng ý với thẩm lãng, nhưng trong lòng hoàn toàn không ôm hy vọng, chẳng qua là thử cá cược một lần mà thôi, dù sao cũng ông ta cũng đồng ý nhà họ từ trong vòng 3 ngày giết thẩm lãng. Nhưng thật không ngờ thẩm lãng lại thực sự làm được, cha nuôi lại thực sự được một nghìn lượng vàng, vậy chịu trách nhiệm chuyện này Điền Thập Tam đương nhiên cũng có công lao lớn. Lợi hại, phục. Điền Thập Tam hướng thẩm lãng giơ ngón tay cái lên. Thẩm lãng đi tới trong nhà bếp sau vườn, đem cửa phòng đóng kín, bắt đầu chế tạo thuốc nhuộm ông chủ lâm chờ ta một canh giờ. Thẩm lãng nói. Được, ta đây đi chuẩn bị vàng ngay. Lâm mặt nói. Quá trình chế tạo thuốc nhuộm vàng vô cùng giản lược. Năm 2001 quyển, tơ lụa, xuất bản trong đó có kể về quá trình nhuộm. Bảo tàng tơ lụa Hàng Châu cũng có những tiết học thử nghiệm. Đem hoa hòe sao khô nếu trong nước, chất lỏng màu vàng sẽ xuất hiện, lọc bỏ cạn và chúng ta có được thuốc nhuộm màu vàng. Tiếp đó, thêm vào phèn chua tiếp tục nấu, như thế màu vàng ban đầu liền biến thành màu vàng rực rỡ tươi sáng, tỏa ánh vàng cao quý. Cho nên, chỉ không đến hai canh giờ, thẩm lãng liền chế được nửa chén thuốc nhuộm màu vàng kim. Cuối cùng, thẩm lãng đem phèn chua cùng hoa hòe dư thừa đốt cháy sạch sẽ trong lửa, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thẩm lãng đẩy cửa ra. Ông chủ lâm mặt của cẩm tú cát, còn có điền thập tam lập tức vọt tới, nét mặt tràn đầy hồi hộp. Thẩm lãng trực tiếp đem đây nửa chén thuốc nhuộm vàng kim đưa tới hai tay lâm mặt run nhẹ nhẹ dưới ánh mặt trời nhìn kỹ thuốc nhuộm hoàn toàn mới này ông ta cố nén cơn run rẩy đây không chỉ là thuốc nhuộm mà còn là thứ quý giá để nhà họ lâm cuộc khởi loại thuốc nhuộm vàng kim này không chỉ có màu sắc xuất chúng hơn nửa độ ống ả của sợi tơ cũng cũng cực kỳ xuất sắc sau khi nhuộm sẽ ít phai màu thẩm lãng nói ông chủ lâm chuẩn bị hai nghìn lượng vàng xong chưa lâm mặt chỉ một ngón tay về phía trên bàn phía trên có một cái rương hơn nữa mở rộng phân nửa bên trong tràn đầy cũng là lượng vàng từng lượng vàng nặng hơn nửa lượng, một ngàn lượng vàng này là mấy chục cân. Hai nghìn lượng vàng, hoàn toàn là một khoản tiền kết xù, trừ cho một nghìn lượng vàng điền hoành sau đó còn dư lại một nghìn, cũng đủ để người một nhà được sống cuộc sống tốt. Ở suốt một đời tại trái đất hiện đại, thẩm lãng cũng không có kiếm qua nhiều tiền như vậy. Công thức đâu? Lâm mặt bèn hỏi. Thẩm lãng đưa tới công thức đã viết sẵn để trong ngực đưa đến. Lâm mặt vừa mở nhìn, phía trên chỉ có ngắn ngủi mấy chục chữ không khỏi kinh ngạc nói đơn giản như vậy thẩm lãng nói đúng chỉ đơn giản như vậy lâm mặc nói chi phí cũng không cao nữa thẩm lãng nói đúng rất thấp thế giới này rất nhiều chuyện sau khi bóc ra liền đơn giản vô cùng ông chủ lâm nên sẽ không cảm thấy dùng hai nghìn lượng vàng không đáng mua mấy chục chữ này chứ không vô cùng giá trị vô cùng giá trị lâm mặc cười nói Thẩm lãng nói ông chủ lâm hiện tại có thể tự mình đi nghiệm chứng cái công thức này, hơn nữa canh giờ ngài có thể bản thân chế tạo ra thuốc nhuộm vàng kim này, chờ ngài sau khi hoàn thành ta cầm mớ lượng vàng ra đi. Lâm mặt không để cho đầy tớ đi làm, bản thân đi chuẩn bị tư liệu, rồi tự về nhà bếp nghiệm chứng phía sau viện công thức thẩm lãng cho. Chỉ một giờ sau đó, lâm mặt liền chế thành thuốc nhuộm vàng kim, thậm chí so với thẩm lãng càng thêm xuất sắc. Việc này thành, nhà họ lâm của ta phải phát đạt. Lâm mặt cười sàng sạch. Thẩm lãng nói vậy chúc mừng ông chủ Lâm sớm ngày đánh bại nhà họ từ, chiếm lấy tất cả, cáo từ, hắn ôm hai nghìn lượng vàng, trực tiếp muốn rời đi. Chậm đã. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên chất giọng quen thuộc. Tiếp đó, hai bóng dáng đi đến. Một là cựu nhạc phụ gia chủ nhà họ từ của hắn, người kia vợ cũ từ thiên thiên. Tức khắc, thẩm lãng rợn cả tóc gáy. Gia chủ nhà họ từ nhìn thẩm lãng, lạnh giọng nói thẩm lãng, ta trục xuất ngươi khỏi gia môn, ngươi ghi hận trong lòng ta cũng không trách ngươi. Thế nhưng ngươi không nên trộn đi công thức thuốc nhuộm chúng ta nghiên cứu ra, đây chính là mệnh căn nhà họ từ, ngươi làm như vậy không chỉ phạm vào tội trộm cướp, còn đắc tội quốc quân, nên bị tội gì đây? Ông chủ lâm mặt của cẩm tú các kinh ngạc nói gia chủ họ từ, công thức này hóa ra là thẩm lãng trộn được, gia chủ họ từ nói danh tiếng của tên thẩm lãng này trước kia lâm huynh không phải là không có nghe qua, vụng về như lợn hết ăn lại nằm, hoàn toàn là một phế vật chỉ bằng bản lãnh của nó, còn có thể nghiên cứu ra thuốc nhuộm vàng kim sao. Công thức này rõ ràng là nhà họ từ của ta hao phí vô số tài lực vật lực nghiên cứu ra tới, kết quả bị thằng giặc này ăn cắp. Vì sao ta phải trục xuất hắn ra khỏi nhà họ từ cũng vì hắn trộm cắp, còn treo chọc nha hoàng tỳ nữ nhà ta. Nhân phẩm bị ổi như thế, trước nay chưa từng thấy. Ấy thế mà nó còn dám sang gạt đến đầu lâm huynh đây. Từ thiên thiên nói dịu dàng nếu như kết quả không ngoài dự liệu, chắc là hắn mở ngăn tủ của ta, thấy được cái công thức này cho nên lén nhớ kỹ. Thẩm lãng, ta biết ngươi hận nhà họ từ chúng ta, thế nhưng cũng không có hành vi phạm tội đến nước này. Ông chủ lâm mặt cẩm tú các không người nói xin lỗi gia chủ họ từ, do ta quá ngu dốt nên bị thằng giặc này lừa. Ta lúc đó còn trong lòng buồn bực, thẩm lãng này ngu xuẩn không thể tả, tại sao lại có công thức tuyệt diệu đến cỡ này, hóa ra là trộm được, vậy được rồi, ta đây liền báo quan, để cho người ta tới đây lùng bắt thằng giặc này, gia chủ họ từ nhìn thẩm lãng với ánh mắt băng giá rồi nói ngươi nói thật cho ta biết công thức thuốc nhuộm vàng kim này có phải là ngươi trộm ở nhà họ từ hay không ngươi chỉ có cơ hội mở miệng một lần mà thôi từ thiên thiên nói dịu dàng thẩm lãng nếu như chàng nhận tội này để chuyện tình cảm lúc trước chúng ta sẽ không tính chuyện trộm cắp nếu như chàng không nhận thì phụ thân sẽ tức giận đấy da gà toàn thân thẩm lãng đều dựng lên ước chừng sau mấy giây sau lỗ chân lông mới xẹp xuống đối mặt cục diện trước mắt này hắn không phải là không có dự liệu qua, nhưng là chân chính thời điểm phát sinh vẫn còn có chút để cho người ta vô cùng kinh ngạc. Nhà họ Lâm luôn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhà họ từ đối thủ, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, càng chưa nói thẩm lãng mang đến công thức mới cho nhà họ Lâm đủ làm họ từ bị tổn hại nặng nề. Hiện tại lại biến thành tình trạng này à, thẩm lãng dùng tốc độ nhanh nhất bình tĩnh lại, hướng Lâm mặt nói ông chủ Lâm, có thể nói chuyện riêng một chút không, Lâm mặt cực đầu nói không thành vấn đề. Tiếp đó, lâm mặc cùng thẩm lãng đi tới hậu viện thẩm lãng trực tiếp làm bèn hỏi gia chủ họ từ cùng từ thiên thiên là ngài gọi tới đúng lâm mặc nói thẩm lãng nói vì cái gì lâm mặc nói ta biết cái công thức này có thể mang đến đả kích khổng lồ cho nhà họ từ làm ăn nhưng ta vẫn đi thông tri gia chủ họ từ qua đây trả đũa đối với ngươi thẩm lãng không có hỏi nguyên nhân gì mà là chờ câu trả lời của ông ta lâm mặc thản nhiên nói thẩm lãng đối với các ngươi người thường mà nói có tiền như vậy đủ rồi. Nhưng đối với chúng ta mà nói tiền không phải quan trọng nhất, quyền thế cùng lực lượng mới là trọng yếu nhất. Không có quyền thế cùng lực lượng, còn tiền có nhiều hơn nữa cũng không giữ được, chẳng qua là heo dê chờ bị thịt mà thôi. Thẩm lãng nói nhà họ lâm của ngài nếu biến thành nhà cung ứng tơ lụa cho quốc quân, hiển nhiên cũng có quyền lực. Không, quyền lực này quá lơ lửng. Rồi lâm mặt nói tiếp con trai của ta ở võ viện thiên nam học tập, thành tích tốt vô cùng, lập tức liền phải thi võ thuật thành tích võ thuật của nó sẽ mang đến chức quan gì đều quan trọng hơn nhà họ lâm chúng ta kiếm bao nhiêu tiền vị hôn phu mới của từ thiên thiên là trương tấn ngươi có biết hay chăng hôn phu mới nhanh như vậy nhà họ từ vừa đem thẩm lãng đuổi ra tới để từ thiên thiên cùng trương tấn đính hôn lâm mặc nói chỗ dựa vững chắc của nhà họ trương là gia tộc họ chúc ngươi nên biết vai vế của nhà họ chúc ở trong nước thế nào gia tộc họ chúc là quyền quý tột đỉnh của việt quốc là mẹ ruột của vợ quốc quân, Trúc Nhung là tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam, quyền thế ngang trời. Nhưng mà Trương Tấn lấy một đứa con gái nhà giàu như từ thiên thiên, trừ nhìn trúng diện mạo xinh đẹp của nàng, chẳng qua là vì tiền tài nhà họ từ mà thôi. Lâm Mặc lại nói phụ thân của Trương Tấn vừa nãy đảm nhiệm quận trưởng Nộ Giang, Trương Tấn võ công cao cường, vừa nhậm chức thủ tướng vệ quân thành huyền vũ. Nếu ta dựa vào công thức mới cướp đi chuyện làm ăn nhà họ từ sẽ đắc tội với nhà quyền quý mới gia tộc họ từ, con trai của ta làm sao bây giờ? Thẩm lãng nói vậy ngài có thể không cần mua công thức của ta, thế cũng chẳng xảy ra chuyện gì, vì sao còn muốn bán đứng ta? Ông chủ lâm mặt của cẩm tú cắt cười nói ngươi chẳng qua là một nhân vật nhỏ xíu không quan trọng, nửa giá trị cũng không có. Giá trị duy nhất đối với lâm mặt ta đây, chính là hận ý của nhà họ từ với ngươi, ta bán đứng ngươi đổi lấy một cái nhân tình nhà họ từ, cớ sao không làm. Hơn nữa hiện tại công thức này đã nắm giữ ở trong tay ta, ta hoàn toàn có thể cùng nhà họ từ chia sẻ, chuyện làm ăn thì cùng nhau thực hiện thôi. Thẩm lãng nói nhà họ từ vốn là hoàn toàn không có đem ta để vào mắt, coi như ta là một con kiến hôi, giá trị thù hận chưa đủ. Chính là ta đem công thức mới bán cho ngươi mượn cơ hội phá đổ chuyện làm ăn nhà họ từ, cho nên giá trị thù hận này đến liền tức thì. Đúng rồi. Lâm mặc nói cho nên, nhà họ từ thiếu nhân tình của ta càng lớn, tiền đồ của con trai ta càng đảm bảo. Ông chủ Lâm đủ hệ mát, ta hiểu được mà thẩm lãng nói sau đó trực tiếp đi ra ngoài một lần nữa trở về đến bên trong đại sảnh mấy võ sĩ nhà họ lâm mấy võ sĩ nhà họ từ hoàn toàn bao vây thẩm lãng vào giữa mà điền thập tam đứng ở bên cạnh giống như đang ngủ vậy nhắm hai mắt hơn nữa mấy vị quan lại chức sắc của thành huyền vũ cũng tới từ thiên thiên nói dịu dàng thẩm lãng chàng hãy nói cho mấy vị đại nhân công thức thuốc nhuộm mới có phải là chàng trộm hay không bởi vì chàng không cam lòng bị thiếp bỏ mới làm ra việc này, lúc này chàng nhận tội chúng ta có thể không truy cứu, chỉ coi như chàng nhất thời hồ đồ, nếu chàng kể lễ linh tinh, thì đừng trách nhà họ từ của thiếp vô tình, nàng cảm thấy đồ đần thẩm lãng vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghĩ ra công thức thuốc nhuộm màu vàng kim, chẳng biết là trộm ở xó nào hay trộm ở nhà mình, dù sao cũng phải đổ tội là trộm ở nhà họ từ cái đã vốn chắc chắn cái loại người cỡ như thẩm lãng không thể nghiên cứu ra công thức mới lợi hại thế này nên bọn người nhà họ từ mới phóng tâm mà tìm tới mấy quan viên ở đây. Ha 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 ha, thẩm lãng tức khắc tức tiếng cười to. Vốn là hắn suy nghĩ trước âm thầm mưu hại nhà họ từ, thật không ngờ hiện tại sẽ phải trở mặt. Có chút kế hoạch phải sớm tiến hành rồi. Mà bây giờ, coi như tha hồ thoải mái là mất mặt cả đám người này. Dịch giả, nham tạch lãng không khỏi nhìn về phía điền thập tam, bởi vì gã đại biểu ý chỉ của điền hoành h y bang lúc nãy khi thẩm lãng đang làm thuốc nhuộm lâm mặc cẩm tú các bán đứng hắn phái người đi báo tin cho nhà họ từ tới điền thập tam biết rõ mọi thứ ở trong mắt nhưng gã không thèm ngăn cản càng không định nhắc nhở thẩm lãng cho nên lúc này thẩm lãng đối mặt là ba con quái vật lớn nhà họ từ họ lâm h y bang điền hoành như vậy bây giờ cách làm thông minh nhất của hắn chính là thừa nhận hắn trộn công thức này sau đó lập tức đi chấp hành cái nghiệp lớn ăn cơm mềm có quyền thế lúc sau hẳn trả thù điên cuồng bởi vì từ thiên thiên bày trò đám quan viên thành hiền vũ nếu như thẩm lãng nhận tội hết sẽ bỏ qua chuyện cũ nàng là người yêu quý danh tiếng nếu thẩm lãng thức thời nhận tội khẳng định hôm nay nàng sẽ không gây khó dễ ngay mặt chỉ biết dùng tiền để điền hoành bí mật sử đẹp hắn ít ra hôm nay thẩm lãng liền an toàn đi nhưng mà muốn đem bồn chất thải hắt lên đầu thẩm lãng đây còn muốn cho hắn phải chịu nhục nhã ư không đời nào nhé, thẩm lãng tuyệt đối sẽ không bất lực như thế. Thẩm lãng nhìn từ thiên thiên, bèn hỏi ngươi nói công thức thuốc nhuộm vàng kim mới toanh của ta đây là trộn được, có chứng cứ gì không? Gia chủ họ từ cười lạnh mà nói thẩm lãng nhà ngươi chỉ là một thằng phế vật dốt nát mà thôi, mà nhà họ từ ta đây làm ăn buôn bán vải vóc lụa là được vài thập niên rồi, chuyện am hiểu nhất ắt là lĩnh vực thuốc nhuộm. Phương pháp nhuộm màu vàng kim là ta cùng thiên thiên tự mình dốc hết tâm huyết nghiên cứu, không biết tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực cùng tài lực, ước chừng hao phí mấy năm, chúng ta đem bí mật này cất giấu đi là muốn cho chức tạo phủ của quốc quân một kinh hỷ nhưng ai biết đâu được ngươi đây là kẻ ăn cây táo rào cây sung hả không chỉ ăn cắp tài vật nhà ta trêu tỳ nữ nhà ta ngay cả phương pháp thuốc nhuộm liên quan đến sống chết của nhà ta đều đánh cắp rồi gia chủ họ từ lạnh giọng ra hỏi thiên thiên phương pháp mới này quan trọng dường nào tại sao con lại đặt trong ngăn kéo hả từ thiên thiên nói thật xin lỗi thưa cha lúc trước con hoàn toàn tin thẩm lãng căn bản không biết hắn sẽ làm ra chuyện như vậy sau đó, nàng nhìn thẩm lãng bảo lúc chàng ở từ gia, có người hầu ăn hiếp chàng, thiếp liền lấy roi đánh bọn họ, hạ lệnh bất luận kẻ nào còn dám chê chàng nửa câu liền đuổi ra khỏi nhà. Chàng ở nhà họ từ không ai đoái hoài, thiếp không ngại trí lực của chàng thấp kém, ngây ngô khờ khạo, mỗi ngày đều đến chuyện trò với chàng, vì sao chàng lại làm thế? Dù cho vì trả thù thiếp làm chàng giận dỗi, trả thù mình thiếp là được, vì sao phải đoạn mệnh căng của gia tộc thiếp vậy? lại nói nếu như chàng không làm ra những chuyện dèm pha ấy, sao họ từ nhà thiếp đuổi chàng đi chứ? Lời này vừa ra, sắc mặt đám quan viên hơi quái dị. Bất quá đối với lời gia chủ họ từ cùng từ thiên thiên, bọn họ tin một nửa. Nhà họ từ quả thực tinh thông nhuộm lụa, bằng không tơ lụa nhà ông ta cũng không thể chuyên cung cấp cho chức tạo phủ của quốc quân. Mà danh tiếng về thẩm lãng dốt nát đần độn, bọn họ cũng có nghe phong phanh, cho nên bọn họ cũng kiên định cho rằng phương pháp mới này là nhà họ từ nghiên cứu ra là thẩm lãng ăn cắp thẩm lãng chậm rãi phân bua ngươi không có bằng chứng ta cũng không có chứng cứ nhưng ai biết phương pháp mới này là họ từ nhà ngươi nghiên cứu ra được ta có miệng khó biện giải nha gia chủ họ từ cười thầm ngươi biết là tốt rồi chuyện này thiệt thoải mái không chỉ không uổng phí có được phương pháp nhuộm màu vàng kim tuyệt diệu hơn nữa thuận tiện còn danh chính môn thuận đem thẩm lãng đánh vào lao ngục tức khắc từ gia chủ lạnh giọng quát chân tướng đã rõ ràng, bắt người đi. Dưới cực hình, ta không tin thằng rác rưởi này không nhận tội khai ra. Từ gia chủ sao gấp gáp vậy? Thẩm lãng cười nói tuy rằng ta trăm miệng khó cãi, nhưng muốn chứng minh điểm này lại dễ như bẩn. Tiếp theo, thẩm lãng nhìn phía từ thiên thiên hỏi thiên thiên tiểu thư, ngươi tin thông thuốc nhuộm, vậy ta hỏi ngươi, loại màu sắc nào khó nhất? Từ thiên thiên đáp khó khăn nhất ắt hẳn là màu tím. Không sai, ở cổ đại màu khó nhuộm nhất là màu tím, không phải màu vàng. Dĩ nhiên không phải nhuộm không ra màu tím, ở Trung Quốc cổ đại trước kia dùng rễ cây tử thảo, lithosem ethitho hay roel tím, làm thuốc nhuộm tím, thế nhưng màu sắc khá tệ. Sau đó sử dụng ốc biển để tạo ra màu tím hoàng gia, lúc này màu tím nhìn mới khá khẩm hơn một chút. Tề Hoàng Công, quân chủ thứ 16 của nước Tề, chư hầu nhà Chu, thích mặc quần áo tím, Lúc đó một mẫu vải màu tím tí xíu có giá ngang với năm miếng vải trắng, có thể thấy được đắt đỏ quý hiếm cỡ nào. Ở phương Tây dùng vỏ sò để chế tạo thuốc nhuộm tím, vị nữ hoàng cuối cùng của triều đại Potomia cũng đặc biệt yêu thích màu tím này, không chỉ quần áo, thậm chí cánh buồm cũng nhuộm thành màu tím. Nhà Potomia là một vương triều của người Hy Lạp cai trị Ai Cập và các vùng lân cận từ năm 305 TCN đến năm 30 TCN, đây cũng là vương triều cuối cùng của Ai Cập cổ đại. Tất cả các quốc vương của vương triều này đều lấy tên là Potomi, còn các vương hậu hoặc nữ vương thường tên là Cleopatra, Berenice hay Asino. Thành viên được biết đến nhiều nhất của vương triều này là Cleopatra VII, vị pha rao cuối cùng của Ai Cập cổ đại và cũng là cuối cùng của vương triều này, nhưng mặc kệ là thuốc nhuộm tím từ vỏ ốc xà cừ hay vỏ sò. Chi phí tiêu hao cũng hết sức kinh khủng, chỉ một gram thuốc nhuộm cần 300 cái vỏ sò. Cho nên, thuốc nhuộm màu tím ở trái đất cổ đại là cực kỳ đắt đỏ quý giá vị trí thế giới lúc này của thẩm lãng còn chưa tìm ra biện pháp nhuộm từ vỏ sò hay ốc xà cừ như vậy thuốc nhuộm tím của thế giới này đến từ đâu chính là pha hai loại màu nhuộm xanh da trời và màu đỏ mà thành thế nhưng hiệu quả nhuộm màu thật sự chả dám khen ngợi bởi vì bản thân hai loại màu thuốc nhuộm liền không sáng suốt tí nào pha chung một chỗ mặc dù có màu tím nhưng hiệu quả càng thêm hỗn tạp đầu tiên sắc độ không đồng đều, tông màu bị xỉn, độ ẩm của hai loại thuốc nhuộm khác nhau, vì vậy lụa tím thường có xu hướng dễ phai màu. Thẩm lãng nói nhuộm màu tím so với nhuộm màu vàng càng khó hơn đúng không? Từ Thiên Thiên nói đó là đương nhiên, thuốc nhuộm màu tím được giới vải vóc tơ lụa thế giới này cho là vấn đề khó giải. Thẩm lãng nói muốn chứng minh thuốc nhuộm vàng kim có phải là ta trộn hay không vô cùng đơn giản, chúng ta cùng nhau giải được thuốc nhuộm tím. Họ từ nhà ngươi vận dụng lực lượng cả nhà chế tạo màu tím ta chỉ có một mình cũng không tiền ta dùng cách đơn giản nhất chi phí thấp nhất chế tạo màu tím sau đó ngay trước mọi người ở đây xem ai chế tạo ra màu tím xinh đẹp động lòng người nhất như thế nào thốt ra lời này mấy quan viên đều gật gù đồng ý biện pháp này từ thiên thiên cùng từ gia chủ liếc nhau cũng gật đầu biện pháp này với họ từ có lợi mà vô hại bọn họ tuyệt đối không tin thẩm lãng biết nhuộm màu gì đâu từ gia mới là dân chuyên nghiệp thẩm lãng nói nếu ta dùng ít vốn chế tạo ra thuốc nhuộm tím tốt hơn vậy chứng minh cái gì từ thiên thiên đáp vậy chứng minh phương pháp nhuộm vàng kim không phải ngươi trộm là chúng ta đổ qua ngươi thẩm lãng bảo vậy đến lúc đó từ gia chủ sẽ phải hướng ta xin lỗi từ gia chủ lạnh giọng nói chờ ngươi thắng rồi hẳn nói thẩm lãng nói tốt lắm liền lấy ba canh giờ làm hạn định ba canh giờ sau đem so sánh chân tướng rõ ràng có thể một tên quan ở đây quyết định gia chủ nhà họ từ sai lập tức chạy về nhà, lấy ra thành phần tốt nhất, thiên thiên tự mình làm, phải chế tạo ra thuốc nhuộm màu tím tốt nhất. Dạ. Từ thiên thiên nói. Lần này, họ từ muốn vận dụng sức mạnh của cả nhà. Mà thẩm lãng vẫn chỉ có một người, hướng lâm mặt nói ông chủ lâm, lại phải dùng sau bếp của ngài một lát rồi. Đương nhiên. Lâm mặt đáp. Thẩm lãng sau khi tiến vào bếp, lấy ra vũ khí bí mật của hắn nguồn gốc thuốc nhuộm màu tím, thạch nhị địa y, địa y Roselle Tintoria. Đây là một loại rêu quyết, khắp nơi đều có, căn bản không đáng giá, nhưng dùng loại cây này chế tạo ra màu tím là sống động, ống ả và sang trọng nhất. Ở nước Anh thế kỷ 18, Cúc Bất trong lúc vô ý phát hiện một loài rêu có thể chế tạo thuốc nhuộm tím, hơn nửa hiệu quả vô cùng tốt. Từ đó về sau, loại thuốc nhuộm tím được điều chế từ thạch nhị địa y, địa y Roselle Tintoria, luôn thống trị ngành nhuộm hơn 100 năm, mãi cho đến công nghiệp hóa học đột nhiên tăng mạnh, mới có phẩm nhuộm tím công nghiệp tổng hợp. Như vậy vì sao Thẩm Lãng sớm chuẩn bị địa y Rosel Tintoria vậy? Chỉ vì hắn luôn có kế hoạch B, lo trước để khỏi gặp họa. Cái khả năng lâm mặt bán đứng hắn dù rất nhỏ, nhưng hắn luôn chuẩn bị tư tưởng trước, cho nên âm thầm chuẩn bị đòn sát thủ, hôm nay quả nhiên dùng tới. Thẩm lãng đem địa y Rosel Tintoria nghiền nát, sau đó cùng cho than nước tiểu cùng sao khô nhanh chóng cho ra màu tím thuần túy. Kế tiếp, lại thêm một ít phèn chua. Nhanh chóng, chi phí thấp, thế nhưng thuốc nhuộm tím xinh đẹp liền hiện ra. So với thuốc nhuộm tím thế giới này không biết tiến bộ đến cỡ nào. Sau đó, thẩm lãng cầm lấy một mảnh lụa trắng đặt vào trong chén thuốc nhuộm, sau khi nhuộm màu xong sẽ phơi ở dưới mặt trời. Lụa tím xuất hiện thật nhanh. Màu tím đẹp xuất sắc, màu sắc sinh động, cao quý bí ẩn hoàn toàn đem lụa tím của thế giới hạ gục hết thảy. Nhưng mà, thẩm lãng làm không chỉ là màu tím. Chỉ một miếng lụa tím đã thắng nhà họ từ, nhưng chưa đủ để tác vào mặt. Hắn nắm chặt tất cả thời gian, trực tiếp lợi dụng tư liệu nhà lâm mặt, chế tạo ra bảy loại màu nhuộm, muốn nhuộm ra loại lụa cầu vòng lộng lẫy, bí ẩn, thần kỳ nhất. Cũng chính là đem màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nhuộm trên cùng một mảnh lụa dùng phương pháp phân cách phân đoạn tiến hành nhuộm màu, nếu như tốc độ đủ nhanh, động tác tinh chuẩn, chế tạo ra lụa cầu vồng vừa đáng kinh ngạc lại thanh lịch vô cùng. Mặc dù hắn không phải dân nhuộm chuyên nghiệp, thế nhưng lúc tham quan bảo tàng tơ lụa, hắn đã ở đó đến tận 2 ngày. Mà lúc trước thẩm lãng này ở rễ họ từ, mỗi ngày đều thấy công nhân nhuộm vải. Quan trọng nhất, laptop Aliwa trong đầu thẩm lãng có tư liệu, đem mỗi một trình tự, mỗi một loại tư liệu đều viết rõ ràng. Cho nên, hắn tuy rằng không thể làm dân chuyên nghiệp giỏi nhất nhưng như vậy đã đủ dùng rồi ba canh giờ sau thẩm lãng nhuộm xong lụa tím và lụa cầu vồng lụa tím đã đủ thắng từ thiên thiên miếng lụa cầu vồng này chắc ăn là đòn sát thủ là trên thế giới này trước đây chưa từng gặp đủ khiến tơ lụa nhà họ từ bị nghiền thành đống cặn bã dịch giả nham tạch lãng còn chưa có xuất hiện nhưng lụa tím do nhà họ từ nhuộm đã xuất hiện để lên bàn lúc này toàn bộ đại sảnh đốt mấy chục cây nến, sáng như ba ngày. Ở dưới vô số ánh nến làm nổi bật, tấm lụa tím có vẻ càng lấp lánh. Thợ nhuộm xuất sắc nhất nhà họ từ không người nói lão gia, tiểu thư, đây chính là phẩm nhuộm tím mới của chúng ta. Không còn là dùng màu xanh da trời cùng màu đỏ trộn lại, mà tinh chế từ một loại tử thảo. Vì chúng ta muốn hoàn chỉnh công thức hơn nên không đưa ra thị trường nhưng hiệu quả thì chất lượng hơn lúc trước nhiều. Đám gia chủ nhà họ từ, lâm mặt đều trông về phía cây lụa tím dưới ánh nến. Quả nhiên sinh động hơn nhiều, vượt bậc so với thuốc nhuộm tím trước kia không chỉ độ thuần sắc cao hơn nhiều, hơn nữa còn rực rỡ hơn một cấp, rõ ràng là loại thuốc nhuộm cực kỳ ưu việt. Nhà họ từ chắc chắn lại lời to một khoản tiền kết xù. Vị quan hình ngục trẻ tuổi kia nhìn kỹ mảnh lụa trong tay, cũng phải thừa nhận ưu điểm của màu tím mới. Dẫu gã không phải quý tộc, nhưng cũng xuất thân danh môn, biết cấm lụa màu tím được ưa chuộng thế nào nên khía cạnh này vẫn có năng lực giám định và thưởng thức vô cùng. Từ thiên thi nói cho phép thợ nhuộm trình bày với mấy vị đại nhân về chuyện thuốc nhuộm màu vàng kim mới. Người thợ nhuộm xuất sắc nhất của nhà họ từ nói khởi bẩm chư vị đại nhân, tiểu nhân trong nhà đời đời làm thuốc nhuộm, tiểu nhân cũng từ nhỏ yêu thích nghiên cứu. Nhất là màu vàng chuyên cung cấp cho quốc quân, cho nên tiểu nhân tập trung hầu hết tinh lực cho việc nghiên cứu màu vàng và màu tím tiểu nhân đã thí nghiệm qua hàng trăm loại nguyên liệu mà hoa hòe chính là một thứ trong đó ở đây có ghi chép nguyên bản của tiểu nhân để làm chứng dứt lời gã giao lên một quyển viên quan chịu trách nhiệm hình ngục trẻ tuổi của thành huyền vũ là một trong những chủ bộ gã nhận lấy lật nhìn một cái bên trong quả nhiên chi chít ghi chép các loại công thức thử nghiệm trong đó có hoa hòe hơn nữa nhìn dấu vết chữ này đã được nhiều ngày không phải làm giả thẩm lãng này trước kia là rể nhà họ từ nhưng bởi vì thiểu năng nên bị người xem thường không biết xuất phát từ nguyên nhân gì hắn lại đi đến phòng nhuộm lúc ta thí nghiệm dùng hoa hòe làm thuốc nhuộm mới có thể hắn tình cờ nhìn thấy vị thợ nhuộm này nói gã cũng không hoàn toàn nói dối lúc thí nghiệm quả thực từng dùng hoa hòe chế ra thuốc nhuộm vàng thế nhưng gã cũng không biết làm sáng bằng phèn chua đây là bước quan trọng nhất nếu thiếu sẽ không lên tông màu vừa ý hơn nữa Do trình tự thực hiện, tông vàng được làm ra cũng không nổi tiếng, nên công thức hoa hòe của gã xem như thất bại. Trước kia Thẩm Lãng thường hay lui tới phòng nhuộm, thích xem những thứ màu sắc rực rỡ cũng là thật. Đúng là căn cứ vào nguyên nhân này, gia chủ nhà họ từ cùng từ Thiên Thiên mới có tự tin tuyệt đối, cái công thức thuốc nhuộm màu vàng kim này không phải bản thân Thẩm Lãng nghiên cứu ra. Hai người này với năng lực Thẩm Lãng thật sự là hiểu rất rõ, một trẻ đần độn, quả là thứ phế vật không biết thứ gì gia chủ nhà họ từ nói chư vị đại nhân, lúc này nhân chứng vật chứng đều có, vậy bắt người được rồi. Mặc dù miệng ông ta thốt ra tiếng chư vị đại nhân, thế nhưng ánh mắt lại trực tiếp nhìn chầm chầm vị chủ bộ đại nhân trẻ tuổi, nếu như không phải tên lăng đầu thanh, làm việc không nên làm, thẩm lãng đã sớm bị bắt lại. Lăng đầu thanh, một loại rết xanh tấn công bất kỳ thứ gì, làm việc bất chấp hậu quả, viên quan trẻ nhìn quyển sổ này, lại nhìn trong tay lụa tím được nhuộm bằng công thức mới, cũng không khỏi gật đầu xem ra quả thực như thế hắn thản nhiên nói sứ giả bắt thẩm lãng bên trong tới đây gia chủ nhà họ từ quát lên tiếp đó không phải quan sai xuất thủ võ sĩ nhà họ từ nhanh nhảo làm thay trực tiếp vọt vào mà vào lúc này cánh cửa hậu viện được đẩy ra thẩm lãng ra ngoài gia chủ nhà họ từ lạnh giọng nói thẩm lãng hiện tại nhân chứng vật chứng đều có ngươi chờ vào đại lao đi thẩm lãng tức khắc nhìn về viên quan trẻ Lúc này, vị quan kia mới thản nhiên nói tất cả chứng cứ đều quy cho ngươi là kẻ trộm rồi. Thẩm lãng nhìn về cây lụa tím trên mặt bàn, không khỏi kinh ngạc. Đây là thuốc nhuộm mới của nhà họ từ sao? So với trước kia quả là tiến bộ đến cỡ nào? Độ tinh khiết màu sắc rất cao, hơn nữa đặc biệt rõ rệt. Thế nhưng so với thuốc nhuộm thẩm lãng điều chế từ thạch nhị địa y, địa y Roselle Tintoria, vẫn có chênh lệch không nhỏ thuốc nhuộm tím điều chế từ tử thảo có sắc độ vẫn buồn tẻ, màu hơi pha trắng, không rực rỡ chút nào. Thẩm lãng tức khắc cười nói từ thiên thiên, cây lụa tím trước mặt đây là trình độ cao nhất của nhà họ từ các ngươi hả? Không có ém thứ gì phải không? Không có. Từ thiên thiên nói thẩm lãng, trừ phi ngươi chế tạo thuốc nhuộm tím chất lượng hơn nhà ta, bằng không ngươi vẫn là tên trộm cấp vô sĩ, không chỉ trộn đi công thức thuốc nhuộm màu vàng kim, còn trộn đi công thức thuốc nhuộm tím mới, rõ ràng cướp nhà khó phòng, thẩm lãng không nói hai lời lấy ra tấm lụa tím của mình nhụn đặt ở trước mặt mọi người trong nháy mắt mắt của lão gia chủ nhà họ từ và lâm mặt chợt sáng choang hai người đầu tiên là lộ biểu cảm không thể tin nổi sau đó là ánh mắt vô cùng tham lam bất kỳ thứ gì gây sợ hãi chính là nó quá tốt lúc trước chỉ cần nhìn lụa tím của nhà họ từ cảm thấy cũng không tệ lắm nhưng lúc này so với lụa tím thẩm lãng nhụn chênh lệch hoàn toàn rõ ràng có thể thấy được lụa tím nhà họ từ nhuộm tuy rằng đặc biệt thuần màu nhưng sắc độ quá nhạt, nhìn qua có vẻ rẻ tiền lại tầm thường. Nhưng mà mảnh lụa tím thẩm lãng nhuộm lại ống ánh sáng tươi, hoàn toàn không chỉ nằm trên một cấp bậc. Căn bản không cần người nào phán định thắng thua, hoàn toàn là một trời một vực. Thẩm lãng cười lạnh vấn gia chủ nhà họ từ, từ thiên thiên, thúc nhuộm tím mới của ta đây chẳng lẽ lại là trộm nhà các ngươi đi, gia chủ nhà họ từ cùng từ thiên thiên không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc đã xảy ra chuyện gì vậy thẩm lãng ở nhà nàng ở rễ mấy tháng nàng hiểu rõ ràng chân tơ kẻ tóc trí lực rất thấp dốt nát hoàn toàn là một đống rác cái gì cũng đều không hiểu lúc trước mặc dù có thể đủ xuất ra công thức thuốc nhuộm màu vàng kim hoàn toàn là bởi vì thấy được thợ nhuộm thí nghiệm vô số lần cộng thêm tình cờ phát hiện đem phèn chua hòa lẫn cùng hoa hòe sẽ cho ra màu vàng chói lọi loại chuyện này vô cùng trùng hợp nhưng cũng vô cùng bình thường suốt thời gian mấy trăm năm không biết có bao nhiêu công thức thuốc nhuộm mới được tìm thấy trong lúc vô tình. Cho nên, vốn có thể thắng chắc cuộc thi đấu này. Nguyên bản nhà họ từ có thể trực tiếp vận dụng mạng lưới giao thiệp cùng võ sĩ đem thẩm lãng bắt vào đại lao, thế nhưng tên chủ bộ trẻ tuổi này là một lăng đầu thanh, lại mở miệng ngăn trở, kiên quyết cấp cho thẩm lãng cơ hội tự bào chữa cho mình. Đương nhiên nhà họ từ cũng chẳng kiên về một chủ bộ, nhưng đối phương cũng xem như xuất thân danh môn, hơn nữa chủ quản hình ngục, chuyện hôm nay xem như là sân nhà của vị chủ bộ này cho nên nhà họ từ cũng không khỏi không nể tình, mới cho thẩm lãng cơ hội thi đấu, hơn nữa từ thiên thiên hiểu rất rõ thẩm lãng, biết hắn là tuyệt đối không thể nào thắng. Nhận định của từ thiên thiên vốn đúng, nhưng nàng hoàn toàn thật không ngờ tên thẩm lãng ngờ nghệt lúc trước đã chết, còn thẩm lãng trước mặt là linh hồn người trái đất chuyển kiếp tới. Thẩm lãng cười lạnh bảo chẳng lẽ là màu sắc của mảnh lụa nào thắng còn chưa đủ rõ ràng à? Sao quyết định lâu quá vậy? Ngay sau đó, hắn lấy ra đồng sát thủ, lụa cầu vồng, ở dưới ánh sáng như ba ngày của vô và ngọn nến, tấm lụa cầu vồng này trở nên lộng lẫy, xa hoa vô song. Tất cả mọi người hoàn toàn cũng hít khí lạnh một phen, điều này sao có thể, quá xinh đẹp, quá rực rỡ. Muôn sắc muôn màu, lại không quê kiển, then chốt tông màu hoàn toàn tự nhiên. Nếu như nói lúc trước thẩm lãng xuất ra lụa tím là đại thắng, còn mảnh lụa cầu vồng mới tinh kia hạ nóc ao hoàn toàn, khiến cho mảnh lụa tím của nhà họ từ nhìn quê không chịu nổi, rõ ràng khó xem thẩm lãng cười bèn hỏi gia chủ nhà họ từ từ thiên thiên công thức thuốc nhuộm cầu vồng của ta lẽ nào cũng trộm ở nhà họ từ kia à trong không khí giống như truyền đến tiếng bốt bốt tác vô mặt gia chủ nhà họ từ cùng từ thiên thiên kinh ngạc nhìn thẩm lãng đối với cái tên ở rễ này lẽ nào họ bỏ sót cái gì ư hắn lại có tài nghệ tinh thông với thuốc nhuộm như thế vì sao từ thiên thiên hoàn toàn không biết loại tài nghệ nhuộm vải này vốn chẳng có tác dụng không lớn đối với các gia đình khác nhưng lại quá hữu dụng với nhà họ từ hoàn toàn có thể nâng cấp chuyện kinh doanh của nhà họ từ lên một tầng lầu ở cổ đại kỳ thực tơ lụa đều không khác gì nhau then chốt là ở kỹ thuật nhuộm màu một khi khả năng pha màu vượt xa đối thủ cạnh tranh thì có thể làm cho địa vị tơ lụa cùng vải vóc trên giới thương trường bất bại vốn cho là thẩm lãng là một phế vật toàn tập thật không ngờ lại có tài nghệ đặc biệt cao siêu rõ ràng tuyệt đối không nghĩ tới a à, thẩm lãng hướng viên quan trẻ kia nói chủ bộ đại nhân xin ngài chủ trì công đạo Vị chủ bộ trẻ tuổi nhìn phía gia chủ nhà họ từ một cái nói xin ngài xác nhận một chút, thuốc nhuộm tím cùng thuốc nhuộm cầu vòng này có phải thẩm lãng từ nhà họ từ trộm hay không? Tức khắc, cái mặt gia chủ nhà họ từ co giật một hồi. Gã chủ bộ trẻ tuổi này rõ ràng một lăng đầu thanh, lúc rời khỏi phủ thành chủ, lẽ nào quan trên của gã ám chỉ được không rõ ràng à? Vị hôn phu của Từ Thiên Thiên chính là con trai quận trưởng đại nhân, người đắc tội nhà họ Trương chẳng lẽ không muốn tiền đồ sao? Gia chủ nhà họ từ trong lòng thù hằn liếc vị chủ bộ trẻ tuổi này một cái thực sự nổi lên ý định bãi miễn chức quan của gã đuổi đi cho khuất mắt nhưng mà chuyện này cũng cần động tác lén lút ở phía sau Chỉ ít cần quận trưởng đại nhân động thủ hơn nữa một thương nhân như ông ta không thể vô lễ ra mặt với chủ bộ được không phải gia chủ nhà họ từ lạnh giọng nói chủ bộ trẻ tuổi nhìn phía từ thiên thiên nói từ tiểu thư ngươi nói thế nào công thức thuốc nhuộm tím và thuốc nhuộm cầu vồng có phải thẩm lãng trộm từ nhà của ngươi hay không đôi mắt xinh đẹp của từ thiên thiên co rụt lại Nàng đã nhìn ra, vị chủ bộ trẻ tuổi này không chỉ là lăng đầu thanh, làm chuyện bất chấp hậu quả, cả trăm thù nhà họ từ ở tận đáy lòng rồi. Nhà họ từ lẽ nào đã đụng chạm gì với gã? Hay là Trương Tấn đã từng xích mít gì? Vị chủ bộ trẻ tuổi này có lá gan cỡ nào mà dám chống lại nhà thông gia của quận trưởng đại nhân, không phải? Từ thiên thiên lạnh nhạt nói. Nếu không phải, vậy thẩm lãng bị oan rồi. Chủ bộ đại nhân trẻ tuổi nói ra chủ nhà họ từ từ tiểu thư hai vị xin lỗi thẩm lãng đi gia chủ nhà họ từ tức khắc muốn bùng nổ cơn giận hừ lạnh một tiếng chợt phất ống tay áo trực tiếp rời đi sau khi từ thiên thi mặt mày biến sắc nàng hướng thẩm lãng hạ giọng xuống xin lỗi bởi vì có sự hiểu lầm trước kia nên làm chàng bị oan cáo từ tiếp đó bóng dáng thùy mị dịu dàng của nàng cũng lướt đi ra khỏi nơi này nàng đã quyết định sau khi trở về lập tức bảo trương tấn trả thù vị chủ bộ trẻ tuổi này bên trong thành huyền vũ tuyệt đối không cho phép có quan viên căm ghép nhà họ từ tồn tại. Từ thiên thiên đi rồi. Thẩm lãng hướng vị chủ bộ trẻ tuổi này chấp tay hành lễ nói cảm ơn chủ bộ đại nhân, đã lâu không gặp, hy vọng ngài vẫn khỏe. Huynh đài gần đây tốt không? Kim tiểu thư phủ bá tước huyền vũ có khỏe không? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.